Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 113. Lục Lung kinh ngạc, vội nói, đúng vậy, sao thánh nhân lại biết? Ngô Bình, ta am hiểu y thuật, nhìn thoáng qua là có thể nhìn ra vấn đề của phu nhân, mời phu nhân ngồi. Lục Lung liền ngồi yên, Ngô Bình đưa tay vỗ nhẹ vào lưng, Lục Lung lập tức ho vài tiếng ho đầu tiên nghẹn ngào, tiếng thứ hai hơi trong hơn, tiếng thứ ba trở nên rất lớn. Sau đó, Lục Lung cảm thấy thư thái và tinh thần được cải thiện rất nhiều. Ngô Bình nói, sau này phu nhân có thể sinh con cho Tả tiên sinh. Lục Lung vui mừng khôn xiết, thánh nhân, tôi khỏe rồi sao? Ngô Bình gật đầu, khỏe rồi. Phu nhân bẩm sinh đã có khuyết điểm, vốn là không có khả năng sinh sản, nhưng ta lấy sức mạnh thánh nhân bù đắp, hiện tại phu nhân còn khỏe mạnh hơn người bình thường. Sự nuối tiếc lớn nhất của Tả Long Khâu chính là không có con, nghe vậy liền cúi đầu hành lễ, đa tạ thánh nhân. Ngô Bình, chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn. Tả tiên sinh, giờ chúng ta xuất phát thôi. Nửa tiếng sau, họ xuất hiện trong Hoàng cung Tây Kinh. Hoàng cung nước Tây Lương được canh phòng nghiêm ngặt, lúc này đám người lại vào được như trốn không người, họ trực tiếp tới triều đình. Trên triều, thống lĩnh kim giáp vệ ngày xưa, giờ là hoàng đế Tây Lương, Dư Tượng Phi đang ngồi trên ngai vàng nghe các quan bàn luận. Đám người Ngô Bình xuất hiện khiến các quan sửng sốt, những người này là ai vậy? Dư Tượng Phi nhìn thấy Mộc Thiên Tuyết liền biến sắc, lập tức nói, người đâu, bắt thích khách. Ầm ầm. Ngô Bình liền tung khí tức thánh nhân ra, đám người liền đứng sững. Sự áp chế huyết mạch của thánh nhân đối với người thường mạnh gấp trăm lần so với của nhân hoàng. Mọi người đều không thể động đậy mà ngẩn ra nhìn Ngô Bình. Mộc Thiên Tuyết cao giọng nói, các vị có nhận ra bổn công chúa không? Công chúa? Là công chúa? Trong triều có rất nhiều người cũ trong kim giáp vệ, liền nhận ra thân phận của Mộc Thiên Tuyết ngay, ai nấy đều hô lên kinh ngạc. Mộc Thiên Tuyết cao giọng nói, Dư Tượng Phi truyền tin giả, chiếm kim giáp vệ làm của riêng, tội đáng chết. Trương thị vệ. Có thuộc hạ, Trương Quân liền đi ra. Mộc Thiên Tuyết, bắt lấy Dư Tượng Phi, xử lý ngay tại chỗ. Tuân lệnh. Dứt lời, Trương Quân liền tới trước mặt Dư Tượng Phi. Hắn tức điên, nói, một thiên tiên còn con mà nghĩ có tư cách đấu với chấm sao. Vừa dứt lời, Trương Quân liền giơ kiếm lên chặt bay đầu Dư Tượng Phi. Dư Tượng Phi có thực lực đạo quân, nhưng trước mặt Trương Quân hắn còn không có cơ hội phản kháng. Đầu người rơi xuống, các quan sợ hãi, liền quỳ xuống, tham kiến công chúa. Mộc Thiên Tuyết nói, nếu đã lập nên nước Tây Lương thì cứ tạm thời dùng tên này đi. Kể từ bây giờ ta sẽ là nữ đế Tây Lương, các người có muốn đi theo ta không? Chúng thần nguyện ý, bách quan đồng thanh nói. Sau đó Trương Quân bắt đầu chỉnh đốn kim giáp vệ, dùng các giáo trình của Ngô Bình để tiến hành huấn luyện và tuyển chọn. Chuyện kim giáp vệ do hóa thân Trương Quân phụ trách. Phía Ngô Bình vẫn chưa ổn định, cần anh trấn thủ thêm một thời gian. Thế nên anh ở lại đây tiếp tục tu luyện, đột phá đến cảnh giới ba đoạt thiên chỉ trong một lần. Anh đã tu luyện đến tầng thứ ba của đoạt thiên kinh, nên cảnh giới ba đoạt thiên này khá là dễ dàng. Sau khi đột phá, anh quyết định đến thần thổ thông thiên một chuyến, hoàn thành kiểm tra của điện thiên trạch, nhân tiện ghé thăm cố nhân. Nói đi là anh. Chẳng bao lâu sau anh đã đi đến trước điện hỗn thiên. Hôm nay điện hỗn thiên có khí tức rất kỳ diệu, đôi mắt sáng rực lên, anh cười vang, cơ đại ca đột phá rồi ạ. Bên trong điện hỗn thiên vọng ra giọng nói của cơ tiên bằng. Ông ấy cười to, cậu đến rồi à. Sau đó, một bóng dáng mệ vệ bước ra từ trong điện, cao lớn muôn trượng, khí thế chân áp cả đất trời. Đó chính là điện chủ điện hỗn thiên, cơ tiên bằng. Ngô Bình nói, quả nhiên cơ đại ca đã đột phá rồi, thật đáng mừng. Cơ tiên bằng cười bảo, may mà có cậu giúp anh. Nếu không nhờ Phục Thiên Đại Đạo Kinh mà cậu truyền cho anh thì anh không thể nào đột phá nhanh đến vậy. Ngô Bình đáp, là do cơ đại ca tích lũy thâm hậu, bằng không thì dù có thêm công pháp cũng không thể đột phá. Cơ tiên bằng nói, lâu rồi cậu mới đến đây, chúng ta vào điện rồi trò chuyện tiếp nhé. Ngô Bình cũng hiện ra chân thân, hóa thành người cao vạn trượng. Mỗi người ngồi trên một trụ đá khổng lồ, bàn kinh luận đạo.
Cơ Tiên Bằng rất vui mừng, thánh uy của cậu không thua kém gì anh. Anh biết cậu tiến bộ thần tốc, nhưng vẫn không ngờ lại nhanh đến vậy. Ngô Bình hỏi, Cơ đại ca, bây giờ anh đã là đạo tổ, có phải địa vị ở thần thổ thông thiên đã cao hơn thông thiên lão tổ kia rồi không? Cơ Tiên Bằng đáp nhẹ, đều là sư huynh đồng môn, ai hơn ai không quan trọng. Hơn nữa, thông thiên sư huynh đã đột phá từ lâu rồi. Ngô Bình khá bất ngờ, ồ, thông thiên lão tổ đã đột phá lên đạo tổ rồi ư? Cơ Tiên Bằng trả lời, ừ, sớm hơn anh vài tháng. Như vậy cũng tốt, thần thổ thông thiên nay đã có đạo tổ trấn thủ, địa vị ở Hồng Hoang sẽ vững chắc hơn. Hai người hàn huyên được một lúc thì Cơ Tiên Bằng chợt bảo, thông thiên sư huynh đang gọi anh. Cậu ngồi ở điện nhé, anh phải đi một chuyến. Ngô Bình đáp, Cơ đại ca cứ đi đi. Sau khi Cơ Tiên Bằng đi khỏi, Ngô Bình cất tiếng gọi, Linh Nhược. Giọng nói của Linh Nhược kỳ nguyên xích minh vang lên trong đầu anh, xích minh bản nguyên kinh của cậu chỉ mới tu luyện đến tầng 3, chậm quá. Ngô Bình trả lời, không chậm mà, bộ công pháp này quá khó. Xích minh thất sát ấn của tầng 3, tôi đã luyện thành công ấn đầu tiên rồi. Linh Nhược nói, xích minh bản nguyên kinh chỉ là công pháp cơ bản, cậu phải luyện xong trong vòng 3 tháng. Xích minh bản nguyên kinh có tổng cộng 6 tầng. Ngô Bình còn chưa tu luyện hết tầng 3, bảo anh luyện xong trong 3 tháng thì đúng là làm khó anh quá. Anh bảo, Linh Nhược, tôi tìm được một cây lớn ở thiên vực, trên cây có một quả, hình như cũng có nguồn gốc từ kỷ nguyên xích minh. Linh Nhược đáp, kỷ nguyên xích minh có rất nhiều người mạnh sống sót, nhưng truyền thừa chính tông ở chỗ tôi. Ngô Bình gật đầu, ừ, hiểu rồi, tôi nhất định sẽ hoàn thành tu luyện nhanh nhất có thể. Anh ở lại điện để tu luyện. Luyện thành công toàn bộ 6 sát ấn còn lại của thất sát ấn. Bất chi bất giác, anh đã ở điện Hỗn Thiên suốt 7 ngày. Cuối cùng hôm nay Cơ Tiên Bằng cũng quay về, vẻ mặt rất nghiêm nghị, hơn nữa còn bị thương. Ngô Bình kinh ngạc, Cơ Tiên Bằng là đạo tổ mà lại bị thương. Anh vội hỏi, Cơ đại ca, thông thiên đã đả thương anh ư? Cơ Tiên Bằng xua tay, sao sư huynh lại đả thương anh chứ? Là sư huynh muốn mở cổng thông thiên cung nên nhờ anh đến giúp, kết quả bị nó làm chấn thương. Ngô Bình hỏi, Cơ đại ca, chẳng phải thông thiên cung là nơi ở của thông thiên lão tổ à? Sao nó vẫn chưa hoàn toàn mở ra? Cơ Tiên Bằng đáp, thông thiên cung là nơi thông thiên sư huynh nhận được truyền thừa, sư huynh chỉ mới mở được tầng ngoài cùng của thông thiên cung thôi. Dẫu vậy, truyền thừa mà sư huynh có được vẫn rất phi thường, còn mạnh hơn Hỗn Thiên đại đạo của anh. Chẳng phải anh cũng thế sao? Hỗn Thiên đại đạo kinh mà anh tu luyện cũng chỉ là một phần của truyền thừa xích minh. Ngô Bình hỏi, thông thiên lão tổ chỉ mở được tầng ngoài cùng ư? Rốt cuộc thông thiên cung có mấy tầng thế? Cơ Tiên Bằng trả lời, thông thiên cung có tổng cộng 3 tầng. Tầng bên ngoài đã được khám phá xong, thông thiên sư huynh vẫn luôn muốn mở tầng thứ 2 nhưng bất thành. Ngô Bình bảo, để em trị thương cho Cơ đại ca trước đã. Vết thương của Cơ Tiên Bằng rất nặng, Ngô Bình chỉ có thể làm thuyên giảm đôi chút, phần còn lại cần ông ấy từ từ hồi phục. Sau khi chữa trị, anh hỏi, Cơ đại ca, em có thể đến thông thiên cung xem thử không? Cơ Tiên Bằng đáp, tầng thứ 2 quá nguy hiểm, anh không khuyến khích cậu đến đó. Nhưng nếu cậu thật sự muốn đi thì hãy mang theo vật này. Ông ấy đưa một tấm thẻ bài cho Ngô Bình, nói rằng, đây là vật mà thông thiên sư huynh đã cho anh. Có thể vượt qua tầng thứ nhất nhờ vào nó, hơn nữa, người của thông thiên cung cũng sẽ không ngăn cản cậu. Ngô Bình đáp lời, Cơ đại ca nghỉ ngơi trước đi, em sẽ nhờ Hỷ trưởng lão đưa em đến đó. Anh gọi thượng trưởng lão Hỷ Liên Thắng của Điện Hỗn Thiên đến, cả hai cùng đi thông thiên cung. Độn hành một quãng đường ở thần thổ thông thiên là đến thông thiên cung. Ở lối vào của thông thiên cung có 10 người canh gác. Trước cổng vòm. 10 người này đang tán gẫu với nhau. Thấy có người đến, một trong số họ hỏi ngay, đến đây làm gì? Ngô Bình đưa thẻ ra. Bọn họ thấy đó là thẻ bài của thông thiên lão tổ, cuống cuồng nói, mời vào. Anh nói với Hỷ Liên Thắng, Hỷ trưởng lão, ông về trước đi. Sau khi Hỷ Liên Thắng trở về, Ngô Bình vừa đi qua cổng vòm đã cảm thấy xung quanh thay đổi hẳn, hiển nhiên anh đã đi vào tầng ngoài của thông thiên cung. Tuy đây là tầng ngoài cùng nhưng môi trường ở đây vẫn hơn hẳn bên ngoài,
linh khí ngập tràn, trật tự đại đạo cũng khá hoàn chỉnh. Tầng ngoài vô cùng rộng lớn, có vô số kiến trúc và không ít phong cảnh đẹp. Song đây không phải là mục đích của Ngô Bình, anh đến đây để xem cấm chế của tầng thứ hai cơ mà. Vậy nên anh chẳng có tâm trạng thưởng thức, đi thẳng đến cổng vòm thứ hai. Cổng vòm thứ hai không có người canh gác, dù sao Thông Thiên Lão Tổ cũng chẳng vào đây được, người khác lại càng không thể nào, nên không cần cử người trông coi. Ngô Bình dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, phát hiện bên trong cổng vòm liên kết với một thời không khác. Trong cổng vòm có một loại cấm chế vô cùng huyền diệu, nếu không đạt được yêu cầu của nó thì đừng hòng vào tầng thứ hai. Anh đến trước cổng vòm, áp tay lên màn sáng, một luồng sức mạnh kỳ diệu thuận theo lòng bàn tay của anh truyền vào cơ thể, tựa như đang tiến hành quét anh vậy. Vài phút sau, luồng sức mạnh ấy đi đến não bộ anh, cất lên giọng nói rất êm dịu, thể chất thông qua, hồn chất đạt tiêu chuẩn, cho phép tiến vào trung thiên giới. Lời vừa dứt, anh cảm thấy bề mặt da xuất hiện một lớp ánh sáng. Anh tiến về phía trước, không ngờ lại dễ dàng đi xuyên qua màn sáng ấy, tiến vào vùng thời không bên trong. Môi trường ở đây tốt hơn tầng ngoài rất nhiều, đại đạo hoàn chỉnh, linh khí cao cấp hơn. Trên bầu trời có vô số vòng xoáy thời không, có nhiều loại sức mạnh mà anh chưa từng thấy đang thẩm thấu từ trong vòng xoáy. Đôi mắt sáng rực lên, anh lẩm bẩm, nơi này giống Thái Sơ thật, thích hợp để mở linh đài. Không ngờ giọng nói trong đầu ban nãy lại vang lên, đây là trung thiên giới. Ngô Bình vội hỏi, ai vậy? Tôi là khí linh của Thông Thiên Cung, có thể gọi tôi là Thông Thiên. Ngô Bình hỏi, xin chào Thông Thiên Cung do ai xây nên vậy? Thông Thiên đáp, chủ nhân của Thông Thiên Cung là Thông Thiên Tiên Tổ. Ngô Bình hỏi tiếp, Thông Thiên Tiên Tổ là người mạnh của kỷ nguyên nào thế? Thông Thiên đáp, Thông Thiên Tiên Tổ và những người mạnh khác đã cùng mở ra kỷ nguyên tiên đạo. Ngô Bình bảo, nói vậy, Thông Thiên Tiên Tổ là một trong những người mạnh nhất thời đại đó. Thông Thiên đáp, đúng vậy. Trong đại kiếp kỷ nguyên, vì bảo vệ tiên đạo, Thông Thiên Tiên Tổ đã chết trong trận chiến ấy. Có điều Thông Thiên Tiên Tổ đã xây dựng Thông Thiên Cung để lưu truyền lại. Ngô Bình hỏi, ở đây có truyền thừa của Thông Thiên Tiên Tổ không? Thông Thiên đáp, có một phần truyền thừa thôi, Tiên Tổ để lại nhiều tài nguyên tu hành hơn. Trong đó, công pháp của Tiên Tổ được khắc trên bia tiên, ở thượng thiên giới phía trên cùng. Ngô Bình gật đầu, tôi từng có được trùng tiên và Thông Thiên Tiên Tổ có liên quan gì đến nhau không? Thông Thiên đáp, Tiên Tổ cũng từng tham gia sáng tạo ra trùng tiên, dĩ nhiên là có liên quan rồi. Ngô Bình nói, tiếc thật. Người mạnh như Thông Thiên Tiên Tổ lẽ ra nên còn sống. Thông Thiên bảo, ở đây, nếu cậu đạt yêu cầu thì có thể lấy được một phần tài nguyên và tiến vào thượng thiên giới tu hành. Ngô Bình hỏi, ở ngoài cùng là hạ thiên giới à? Thông Thiên đáp, đúng vậy. Hạ thiên giới là loại bỏ trói buộc của tiên thiên, tiến vào trạng thái tiêu dao. Ngô Bình trầm tư, người hóa thành tiên của thái thanh giới chẳng phải cũng là loại bỏ đặc tính của người rồi đạt đến trạng thái của tiên sao? Hai cái này hình như đều có cùng tác dụng. Thế là anh hỏi tiếp, vậy còn trung thiên giới? Thông Thiên trả lời, ở trung thiên giới, tiên đạo có thể thăng hoa. Nó không còn là thứ mà chỉ tiên tộc mới có nữa, vạn vật sinh linh trên thiên hạ đều có thể tu luyện. Ngô Bình hỏi, công pháp được truyền bá ngoài kia có phải đến từ trung thiên giới không? Thông Thiên đáp, tôi từng tiếp xúc với công pháp bên ngoài, trình độ công pháp còn chẳng bằng hạ thiên giới. Ngô Bình hỏi tiếp, thế truyền thừa của trùng tiên là loại nào? Thông Thiên nói, phần lớn truyền thừa của trùng tiên là công pháp của hạ thiên giới. Ngô Bình cảm thấy rất lạ, tại sao không phải là của trung thiên giới? Thông Thiên đáp, vì sự nghiệp của tiên tổ vẫn chưa hoàn thành thì đại kiếp kỷ nguyên đã xuất hiện, tiên tổ cũng diệt vong theo nó. Ngô Bình hỏi, nói vậy, công pháp của trung thiên giới vẫn chưa hoàn thiện. Thông Thiên đáp, gần hoàn thiện, vì thế nó có yêu cầu cực cao đối với người tham gia, cậu là người thứ hai trong lịch sử đủ điều kiện vào đây. Ngô Bình tò mò hỏi, người trước đó là ai? Thông Thiên nói, người đó tên là Trương Ưng Thiên. Ngô Bình ngẫm nghĩ một hồi vẫn không thấy có ấn tượng gì, bèn hỏi tiếp, thế tôi phải làm sao mới lấy được tài nguyên ở đây? À, Trương Ưng Thiên kia có nhận được tài nguyên không?
Thông Thiên đáp, hoàn thành 3 nhiệm vụ sẽ nhận được tài nguyên. Trương Ưng Thiên chỉ hoàn thành 2 nhiệm vụ nên không nhận được tài nguyên. Ngô Bình hỏi ngay, 3 nhiệm vụ đó là gì thế? Thông Thiên trả lời, nhiệm vụ thứ nhất, đến núi Bách Linh, dạy tất cả sinh linh ở đó tu tiên. Ngô Bình hỏi, tất cả sinh linh ư, là bao nhiêu? Đi rồi, cậu sẽ biết. Với sự chỉ dẫn của Thông Thiên, Ngô Bình đi đến một dãy núi. Dãy núi này trải dài hàng nghìn dặm. Anh vừa đến nơi đã, nhìn thấy một con chuột khổng lồ đang kiếm ăn dưới đất, rồi có một đàn kiến cao bằng nửa người bò qua. Gần đó là một con khỉ cao hơn 100 mét đang dựa vào gốc cây mà ngủ. Ngô Bình ngẩn ra, hỏi lại Thông Thiên, tôi phải dạy chúng tu tiên ư? Thông Thiên đáp, đây vốn là nhiệm vụ thứ ba, nhưng để tiết kiệm thời gian, tôi chuyển nó lên vị trí đầu tiên. Hoàn thành được nhiệm vụ này, hai cái sau có lẽ sẽ không khó đối với cậu. Ngô Bình lắc đầu, xin lỗi, tôi không có đủ thời gian để lãng phí ở đây. Thông Thiên bảo, thời gian của Trung Thiên giới khác với bên ngoài. 1000 năm ở đây chỉ bằng 1 ngày ở ngoài kia. Ngô Bình hỏi, Trương Ưng Thiên không hoàn thành được nhiệm vụ này à? Thông Thiên trả lời, đúng vậy. Ngô Bình thở dài, để tôi thử. Thông Thiên nói, trong núi có hơn 17.000 chủng tộc, mỗi tộc chỉ cần một con có thể tu tiên thì xem như cậu đạt yêu cầu. Ngô Bình mở hết thần niệm rồi bao phủ cả dãy núi này, chẳng mấy chốc đã tìm được một bầy khỉ. Bầy khỉ này đã ở trạng thái bán yêu, có hơn 800 con nào cũng sở hữu sức mạnh vô biên. Khi Ngô Bình tiến vào địa bàn của chúng, bọn khỉ lập tức nhe nanh múa vuốt với anh. Ngô Bình tìm một tảng đá lớn để ngồi xuống, hắng giọng rồi nói, này lũ khỉ, bây giờ ta sẽ truyền tiên pháp tối thượng cho các người. Dựa vào hiểu biết của mình về tiên đạo, anh lập tức giảng giải cho chúng nghe. Những lời anh nói có một loại vần nhịp rất thần kỳ, khiến vạn vật sinh linh hiểu được anh muốn biểu đạt điều gì. Anh ngồi giảng suốt nửa ngày, bầy khỉ vừa ăn vừa ngắm nghía anh như món đồ chơi mới, có con khỉ con còn ném đá vào người anh. Ngô Bình cũng không quan tâm, anh ngồi đó cả tháng, không quản gió mưa sấm chớp, 30 ngày như một. Mỗi lần anh giảng một thứ khác nhau, lần sau sẽ đơn giản và ngắn gọn hơn lần trước. Quá trình giảng pháp cũng là một quá trình sắp xếp lại những đạo lý tu hành. Dù sao khỉ cũng không phải người, khi cảm giác hiếu kỳ ban đầu qua đi, chúng dần dần không để ý đến anh nữa. Anh nói mặc anh, khỉ chơi mặc khỉ, hết ăn lại ngủ. Cuối cùng, vào ngày thứ 100, có một con khỉ đực trẻ có tâm trạng không tốt, cảm thấy cuộc sống khỉ này thật nhàm chán, bèn đến ngồi trước mặt Ngô Bình để nghe anh giảng pháp. Nghe một lần không hiểu. Nghe 2 lần vẫn không hiểu, nhưng sau khi nghe 10 lần, 30 lần, đôi tai nó đã chậm chậm ròng lên. Nó đột nhiên cảm thấy những thứ Ngô Bình nói thật diệu kỳ. Những con khỉ khác thấy nó ngồi đó cũng bắt chước ngồi theo, có 2 con rồi sẽ có 3 con, có 3 con rồi sẽ có 5 con. Sau nửa năm, đã có hơn 100 con khỉ ngồi trước mặt Ngô Bình, nghe anh giảng giải tiên đạo mỗi ngày, dần dần bắt đầu tu luyện, hấp thụ tinh hoa trăng trời. Luyện thành tiên lực. 5 năm sau, số lượng khỉ vẫn ngồi nghe pháp chỉ còn 12 con. Khí chất của chúng đã khác hẳn, bình thản và điềm tĩnh hơn, tu vi cũng đạt đến trình độ nhất định, tương đương với cảnh giới thần hóa của địa tiên. Ngô Bình đột nhiên ngừng giảng pháp, cười bảo, 5 năm rồi, đã đến lúc đổi sang nơi khác. Rồi Ngô Bình đến nơi sói ở, vẫn tìm một tảng đá để giảng pháp. Sau 5 năm nghiên cứu, bài giảng của anh đã đạt đến cảnh giới mưa dầm thấm đất, chỉ một câu nói đã có thể khiến sinh linh phải suy ngẫm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lần này anh chỉ mất 2 năm, bên cạnh đã có thêm 7 con sói đi theo. 12 con khỉ và 7 con sói theo anh, tiếp tục đi đến nơi khác. Hổ, nai, hạc, gà, ngựa hoang, rắn, sâu, tôm cá, vân vân, phàm là sinh linh. Ngô Bình đều sẽ ngồi xuống giảng pháp. Sau đó ngay cả cây cối, cỏ dại, hồn ma lang thang, thậm chí là tảng đá có linh tính, anh đều sẽ giảng tiên pháp cho chúng. Năm này qua năm nọ, 300 năm, 500 năm, 1000 năm. Sau 1500 năm, đã có hàng chục nghìn sinh linh đi theo anh, trong đó có một số đã đạt tu vi cực cao.
Chúng theo Ngô Bình tu hành, có những sinh linh đã đạt đến giai đoạn chân tiên, một số ít còn đạt cấp bậc đạo quân. Trong số đó có một con khỉ, một con gấu, một con rắn, một con cáo tu thành đạo tổ. Lúc này, Ngô Bình đã tinh luyện ra cốt lõi của tiên, thậm chí anh còn làm tốt hơn Thông Thiên Tiên Tổ. Trong mắt anh, tiên hợp với tất cả sinh linh của chư thiên vạn giới, chỉ cần sinh linh có thể tu luyện, vạn linh đều có thể thành tiên. Tiên đạo của anh đã thoát ly khỏi tiên tộc, trở thành pháp môn tu hành phổ cập cho chư thiên chúng linh. Cuối cùng giọng nói của Thông Thiên cũng vang lên trong tai Ngô Bình, chúc mừng, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Ngô Bình hỏi, nhiệm vụ thứ hai là gì? Thông Thiên nói, nhiệm vụ thứ hai, khiêu chiến với người mạnh nhất cùng cảnh giới thuộc kỷ nguyên tiên đạo, chỉ cần kiên trì được 10 nhịp hít thở xem như thành công. Ngô Bình đã giảng kinh 1.500 năm, cũng tương đương với việc anh 1.500 năm. Anh đáp nhẹ, bắt đầu đi. Ngô Bình tiến vào một cánh cổng màu đỏ, sau cổng là một vùng sáng. Có một bóng dáng mơ hồ đứng trong đó. Ngô Bình vừa xuất hiện, cái bóng ấy đã di chuyển và tấn công anh. Bất thình lình, Ngô Bình biến mất. Hai cái bóng đen mơ hồ đấu với nhau trong không gian, hoàn toàn không thể nhìn rõ họ ra tay thế nào, cũng không thể nhận thấy ai chiếm ưu thế. Khoảng 3 phút sau, Ngô Bình đột nhiên đứng im tại chỗ, cái bóng kia cuộn tròn lại rồi nổ một cái ầm. Thông Thiên nói, tốt lắm, năng lực của cậu đã vượt qua người mạnh nhất cùng cấp bậc ở kỷ nguyên tiên đạo. Ngô Bình hỏi, vị này không phải là Thông Thiên Tiên Tổ đấy chứ? Thông Thiên đáp, không phải. Đó là kẻ thù không đội trời chung của Thông Thiên Tiên Tổ, cũng là kẻ đã phản bội tiên tộc. Ngô Bình hỏi, ô, đã phản bội tiên tộc ư? Nói thế là hắn vẫn còn sống. Thông Thiên trả lời, hắn đầu quân vào thần tộc, bây giờ có lẽ đã là một trong những kẻ thống lĩnh nòng cốt của thần tộc. Ngô Bình gật đầu, xem ra chủng tộc nào cũng có kẻ phản bội. Thông Thiên bảo, nhiệm vụ thứ ba, trở thành tiên vương. Ngô Bình nói, tiên vương ư, hình như chỉ khi đạt đến cảnh giới thiên mệnh mới được gọi là tiên vương. Tiên vương, là vương của chúng tiên. Thông Thiên cho hay, cậu phải đột phá càng nhanh càng tốt. Ngô Bình đáp, chuyện này không vội, tôi ra ngoài trước đã, chờ tôi đột phá cảnh giới thiên mệnh rồi trở lại cũng không muộn. Thông Thiên nói, cũng tốt, tôi cho cậu một lệnh bài, có lệnh bài này, cậu có thể quay lại trung thiên giới bất cứ lúc nào. Ngô Bình hỏi, tôi đã dạy hơn 1.000 năm rồi, có thể dẫn những đệ tử này theo không? Thông Thiên đáp, dĩ nhiên là được. Thế là Ngô Bình chọn ra 4 đạo tổ, 12 đạo quân và 300 chân tiên từ các đệ tử, tạm thời bảo chúng vào động thiên của mình. Sau đó anh rời khỏi trung thiên giới. Khi anh ra khỏi cổng vòm, không ai để ý đến anh cả. Dù sao cũng chỉ mới 2 ngày trôi qua, không ai nghĩ quá nhiều. Trở lại điện Hỗn Thiên, anh chào tạm biệt các đạo nhân Hỗn Thiên rồi đến tiên giới tìm Đường Băng Vân. Khi anh đến viện Chu Tước, Võ Càn Dương vội nghênh đón, mỉm cười nói, cậu Ngô đến thật không đúng lúc, Băng Vân đã bế quan rồi. Ngô Bình hỏi kỹ hơn, Đường Băng Vân đang thăng lên chân tiên cảnh giới 3. Anh rất hài lòng, xã giao vài câu với Võ Càn Dương, đoạn bảo, viện chủ võ này, tôi có thể giải trừ chú nguyền của ông. Võ Càn Dương run người, cậu có thể phá giải chú nguyền giúp tôi ư? Ngô Bình cười nói, ông rất chiếu cố Băng Vân, xem như đây là lời cảm ơn của tôi đi. Dứt lời, anh vươn tay ra, trực tiếp giữ chặt người Võ Càn Dương, túm lấy hư ảnh màu đen. Hư ảnh này giãy giụa trong lòng bàn tay anh, bị điện quang đánh vào liền tan thành mây khói. Võ Càn Dương thấy cả người nhẹ nhõm, mừng rỡ nói, cảm ơn cậu. Ngô Bình bảo, viện chủ võ hãy nhanh chóng đi hồi phục tu vi. Võ Càn Dương đáp, được, mấy hôm nữa Băng Vân sẽ xuất quan, cậu chờ ở viện nhé. Sau khi Võ Càn Dương rời đi, Ngô Bình không muốn cứ chờ mãi ở đây nên bèn thả 4 đệ tử ra. 4 đệ tử này đều trưởng thành nhờ nghe anh giảng pháp, vô cùng kính nể anh. Đó là Khỉ Thành Tiên Kim Hầu Đạo Tổ, Rắn Trắng Thành Tiên Bạch Luyện Đạo Tổ, Gấu Đen Thành Tiên Hắc Đáp Đạo Tổ, Cáo Lông Đỏ Thành Tiên Xích Bào Đạo Tổ. 4 đạo tổ này đều đã biến thành hình người, có vẻ ngoài chỉ chừng 10 mấy, 20 tuổi, mặc quần áo mới, theo sau Ngô Bình. Sư phụ,
Chúng ta đi đâu vậy ạ? Cảm thấy môi trường ở đây khác hẳn trung thiên giới, bốn đạo tổ chưa thích ứng được, Hắc Đáp đạo tổ bèn hỏi. Ngô Bình đáp, sau này các con đi theo ta, khó tránh khỏi việc kết giao với người khác. Để ta dẫn các con làm quen với nhân gian. Xích Bào nói, sư phụ, tu vi của người cao như vậy, sao còn phải kết giao với những phàm phu tục tử này? Ngô Bình đáp, ta là thánh nhân, giáo hóa nhân tộc là thiên chức của ta. Bốn đệ tử đồng loạt gật đầu. Gần viện Chu Tước có một thành phố khá lớn, tên là Thành Tử Kim. Đây cũng là nơi mà thế lực của viện Chu Tước chuẩn bị đặt chân vào. Có điều ở Thành Tử Kim có Tử Kim Tiên Tông, thực lực khá mạnh, nên phía viện Chu Tước vẫn không có cách nào thâm nhập. Cái tên Tử Kim bắt nguồn từ núi Tiên Tử Kim trong thành phố. Trên núi Tiên có một bia tiên, chưa từng có ai lĩnh ngộ được. Có điều tu luyện lâu năm trên núi sẽ nhận được lợi ích cực lớn. Vì nguyên nhân này, năng lực của Tử Kim Tiên Tông không hề tầm thường. Họ sản sinh đến mấy vị thiên tôn, được phong các tiên vực lớn. Thiếu tông chủ của Tử Kim Tiên Tông còn lấy con gái của một đại thiên tôn. Đến thành phố, Ngô Bình tìm một nhà hàng để bốn đệ tử được nếm món ngon trên đời. Nhà hàng mà Ngô Bình chọn tên là Tử Tiên Lâu, anh nghe nói đây là nhà hàng sang trọng và nấu ăn ngon nhất Thành Tử Kim. Anh đặt phòng cao cấp nhất, năm thầy trò ngồi xuống, Ngô Bình đặt một bàn ăn, còn đem rượu mà anh tự ủ ra. Xích Bào là một cô gái xinh đẹp mặc đồ đỏ, ngồi bên cạnh Ngô Bình để rót rượu. Ngô Bình nói, tâm của các con rất thuần khiết, tuy điều này có lợi cho việc tu hành nhưng sẽ gây khó khăn trong việc kết giao với người khác. Lòng người phức tạp, các con phải từ từ thích ứng. Bạch Luyện hỏi, sư phụ sao người không thành lập môn phái ở đây và nhận thêm đệ tử? Ngô Bình đáp, vẫn chưa đến lúc, ta không có thời gian rảnh. Món ăn được dọn lên, bốn đệ tử ăn thử một miếng, mặt mũi liền hớn hở, ngấu nghiến ăn tiếp. Họ làm thú hoang bao nhiêu năm nay, nào được ăn món ngon như thế? Nhưng trước mặt sư phụ, họ vẫn không tiện xuồng xã quá, phải kiềm chế hết mức có thể. Đột nhiên mái nhà bị dẫm sụp xuống, nhiều gỗ vụn và ngói vỡ rơi xuống đều bị Hắc Đáp vung tay quét sạch. Ngô Bình ngẩng lên, thấy mái nhà xuất hiện một lỗ thủng lớn. Hắc Đáp giận dữ nói, lý nào là vậy? Dám quấy rầy sư phụ dùng bữa, còn phải đi tìm bọn chúng. Ngô Bình cũng muốn xem thử con gấu tiên ngốc nghếch này làm sao nói lý với con người, thế nên chỉ mỉm cười mà không ngăn cản. Hắc Đáp bay lên bầu trời phía trên mái nhà, nhìn thấy hai chân tiên đang giằng co. Một trong số họ mặc áo bát quái màu vàng, cười khẩy, đúng là to gan, dám đến địa bàn của Tử Kim Tiên Tông làm càn. Người còn lại mặc áo dài màu xanh lam, cau mày nói, vị đạo hữu này, tôi không hề có ý đối địch với anh. Nhưng cách làm của anh thật quá đáng, làm ăn sao lại có thể ép mua ép bán kia chứ? Người kia tức giận đáp trả, tôi ép buộc thì đã sao? Anh không bán đồ cho tôi thì đừng hòng sống sót rời khỏi Thành Tử Kim. Hắc Đáp lạnh lùng hừ giọng, sải bước đi đến chắn giữa hai người kia rồi hỏi, ai đã đạp vỡ mái nhà? Dám làm kinh động đến sư phụ tôi, các người có gánh nổi không? Tu sĩ mặc áo bát quái màu vàng liếc nhìn Hắc Đáp, lạnh lùng bảo, cái thứ này chui ra từ đâu mà dám ăn nói với tôi như vậy hả, biết tôi là ai không? Chát! Tay của Hắc Đáp còn chẳng nhúc nhích mà người kia đã bị tát một cái, răng trong miệng đều gãy hết, máu chảy không ngừng. Tu sĩ mặc áo bát quái vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, kêu lên, dám đả thương tôi. Tử Kim Tiên Tông sẽ không tha cho cậu. Hắc Đáp cười khẩy, tôi hỏi lại lần nữa, ai đã dẫm vỡ mái nhà? Tu sĩ mặc áo xanh lam còn lại vội đáp, là đối phương lúc đuổi theo tôi đã đạp vỡ mái nhà. Hắc Đáp lạnh lùng nói, làm sư phụ tôi mất hứng, các người phải theo tôi đi xin lỗi. Hắc Đáp mỗi tay khống chế một người, hai người kia tu vi không hề yếu, nhưng lại không chống trả nổi, bị Hắc Đáp xách về phòng như một con gà con vậy. Phòng ốc được khôi phục lại như ban đầu, mái nhà đã được Xích Bào sửa chữa, bàn ghế và dụng cụ ăn uống cũng được khôi phục, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Vào đến phòng, cảm nhận được khí thức của mấy người bọn họ, tu sĩ áo vàng cuối cùng cũng biến sắc, kinh ngạc hỏi các người là ai? Ngô Bình hỏi, tôi đang vui vẻ ăn cơm ở đây, tại sao anh phải đạp vỡ mái nhà,
quấy rầy tôi dùng bữa. Trán toát đầy mồ hôi lạnh, Tu Sĩ áo vàng chẳng dám hống hách nữa, vội nói, tôi đáng chết. Xin hãy tha lỗi cho tôi. Ngô Bình hỏi người kia, tại sao anh ta lại đuổi theo anh? Người kia thở dài, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi. Tôi đem một món pháp khí vào thành để bán. Sau khi tên này nhìn thấy thì đòi mua, mà lại ra giá cực kỳ thấp. Làm sao mà tôi đồng ý được? Thế là chúng tôi cãi nhau, đối phương muốn ra tay với tôi. Tôi tự biết mình không đấu lại nên lập tức bỏ chạy. Chúng tôi kẻ chạy người đuổi, lúc đi ngang nơi này thì quấy rầy đến các vị. Thật sự xin lỗi. Ngô Bình nói với Tu Sĩ áo vàng, người ta không muốn mua, tại sao cứ phải ép buộc? Người của Tử Kim Tiên Tông các người đều ngang ngược như vậy à? Tu Sĩ áo vàng vội nói, là tôi sai, sau này tôi không dám nữa. Ngô Bình bảo, tôi không quan đến chuyện của anh, nhưng anh làm mất nhã hứng của tôi, định bồi thường thế nào đây? Tu Sĩ áo vàng ngẩn ra mất một lúc, anh muốn tôi bồi thường như thế nào? Ngô Bình đáp, nhã hứng của tôi mất rồi thì khó tìm lại lắm. Thế này đi, anh bồi thường 100 triệu tiền đạo cho tôi là được. Giá trị của tiền đạo cao hơn đồng thần long rất nhiều, một đồng tiền đạo đổi được ít nhất 10, 20.000 đồng thần long. Ngô Bình vừa mở miệng đã đòi 100 triệu tiền đạo làm Tu Sĩ áo vàng lập tức sững sờ, lẩm bẩm nói, anh đùa đấy ư. Cả Tử Kim Tiên Tông cũng chưa chắc lấy ra được 100 triệu tiền đạo. Ngô Bình xa sầm mặt, ai đùa với anh? Không đền nổi thì đưa tôi đến Tử Kim Tiên Tông, bảo tông chủ đền cho tôi. Biết nói lý với Ngô Bình cũng vô ích, Tu Sĩ áo vàng đành nghiến răng, nghĩ bụng tu vi của bọn họ cao đấy, nhưng Tử Kim Tiên Tông cũng không hiền lành gì, về đến môn phái rồi tranh luận với họ cũng không muộn. Thế là Tu Sĩ áo vàng đưa đám người Ngô Bình đến trước cổng Tử Kim Tiên Tông. Người gác cổng vừa thấy Tu Sĩ áo vàng liền hỏi, những vị này là bạn của tiền sư huynh ạ. Tu Sĩ áo vàng tối sầm mặt, không trả lời, đưa đám người Ngô Bình vào đại điện. Họ vừa vào điện, một bóng người cao lớn đã bước ra từ phía sau. Đó là một Tu Sĩ áo xanh không rõ tuổi tác, cất tiếng hỏi, tiền đại trí, những người này là ai, sao lại đưa họ đến đại điện nghị sự. Tu Sĩ áo vàng tiền đại trí vội lao về phía người đó. Chỉ tay vào Ngô Bình, sư tôn, kẻ này đe dọa đệ tử. Tu Sĩ áo xanh sầm mặt, định lên giọng trách móc thì bọn người Hắc Đáp đột nhiên tỏa ra khí tức khủng khiếp cấp đạo tổ. Ngay lập tức, đừng nói là Tu Sĩ áo xanh, cả tiền đại trí cũng sợ hãi quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Tu Sĩ áo xanh run rẩy ôm quyền hành lễ với Ngô Bình, các vị tiền bối đến từ Kim Thiên Tông chúng tôi có điều gì muốn chỉ giáo. Ngô Bình không lên tiếng. Bạch Luyện lạnh lùng bảo, sư phụ tôi đang vui vẻ dùng cơm thì bị đệ tử của ông đạp vỡ mái nhà. Trên bàn ăn của chúng tôi có quả hạnh tiên, quả bàn đạo, còn có cả rượu ngon tuyệt trần, tất cả đều bị phá hỏng. Nhưng những thứ này không quan trọng, quan trọng là làm sư phụ của chúng tôi mất hứng dùng cơm. Vậy nên sư phụ chúng tôi quyết định bắt các người bồi thường 100 triệu tiền đạo. Tu Sĩ áo xanh giận dữ trừng mắt với tiền đại trí, thầm nghĩ đối phương đúng là đáng chết. Lại đi đắc tội một đám người mạnh siêu cấp thế này, chán sống rồi à? Khẽ nuốt nước bọt, Tu Sĩ áo xanh nói, các vị tiền bối, là đệ tử của tôi sai. Nhưng chúng tôi thật sự không có đủ 100 triệu tiền đạo. Tử Kim Tiên Tông chúng tôi chỉ là môn phái nhỏ, nào có nhiều tiền đến thế? Nghe đối phương kể nghèo kể khổ, Xích Bào lạnh lùng hừ giọng, không có tiền thì lấy đồ ra thế chấp, chúng tôi không ngại phiền đâu. Bạch Luyện bảo, chẳng phải Tử Kim Tiên Tông có núi Tiên Tử Kim sao? Quả núi này chắc là có giá trị lắm. Tu Sĩ áo xanh sợ run người, biết bọn họ đều không hiền lành, nếu không có lời giải thích hợp lý thì rất có thể những người này sẽ san bằng Tử Kim Tiên Tông, vội vàng nói các vị hãy chờ một chút, tôi đi mời tông chủ đến đây ngay. Chuyện đã làm ầm ĩ, Tu Sĩ áo xanh không dám tự ra quyết định nữa, phải lập tức tìm tông chủ đến xử lý chuyện này. Ngô Bình chờ trong điện, tiền đại trí sững sờ ngồi phịch dưới đất, sợ đến mức không dám thở, cả người run rẩy không ngừng. Chẳng bao lâu sau, một ông lão sải bước tiến đến, từ xa đã ôm quyền, Hồ Tứ Hải của Tử Kim Tiên Tông kính chào các vị đạo tổ. Ông lão không nhìn ra tu vi của Ngô Bình, nhưng cảm nhận được đám Hắc Đáp đều là người mạnh cấp đạo tổ.
tu vi của Ngô Bình lại càng cao thâm khó lường. Hồ Tứ Hải nào dám mạo phạm, đối đãi với họ vô cùng khách sáo và cẩn trọng. Hắc Đáp hỏi, ông chính là tông chủ à? Đến đúng lúc lắm, rồi Hắc Đáp thuật lại mọi chuyện thêm lần nữa. Hồ Tứ Hải cũng tức giận nhìn chòng chọc vào Tiền Đại Trí, đối phương sợ phát ngất, tự biết mình xong đời rồi. Khẽ thở dài, Hồ Tứ Hải biết chuyện này khó lòng êm đẹp. Đám người Ngô Bình hoàn toàn có lý do để trực tiếp san bằng Tử Kim Tiên Tông. Ông lão đành nghiến răng nói, thật không dám giấu, 100 triệu tiền đạo thật sự quá nhiều, chúng tôi không thể gom đủ trong một thời gian ngắn. Ngô Bình lãnh đạm hỏi, nghe nói trong thành có núi Tiên Tử Kim, trên núi có bia tiên. Hồ Tứ Hải đáp, đúng là có một ngọn núi tiên. Ngô Bình bảo, thế này đi, tiền đạo có thể miễn, tôi muốn đến núi của các ông xem thử. Hồ Tứ Hải không lo lắng lắm, bởi vì núi tiên không thể di rời, bia tiên và núi tiên là một thể, dù anh có sống ở trên đó thì đã làm sao? Thế là Hồ Tứ Hải vội trả lời, dĩ nhiên là được rồi. Ngô Bình nói, có lẽ không ở được mấy ngày đâu. Tông chủ vui lòng dẫn đường nhé. Thế là Hồ Tứ Hải đi trước để dẫn đường. Một nhóm người đi đến trước dãy núi màu vàng tím, bước vào khu vực núi, Ngô Bình lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh huyền diệu tựa như mưa xuân vậy, ngấm vào cơ thể và linh hồn anh. Về lâu về dài, luồng sức mạnh này nhất định sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho Ngô Bình. Anh rất ngạc nhiên, lẩm bẩm, đây là sức mạnh gì nhỉ? Bay về phía trước thêm một quãng nữa, ngay trên đỉnh núi chính, anh trông thấy bia tiên Tử Kim. Nhìn thấy bia tiên này, Ngô Bình biết nó chắc chắn không phải là một trong năm bia tiên, nhưng khí tức của nó rất đặc biệt. Đứng trước bia, anh nhìn những hoa văn kỳ diệu và chữ bên trên, lờ mờ cảm thấy mình đã hòa làm một thể với núi tiên Tử Kim. Hồ Tứ Hải chắp tay, các vị cứ tự nhiên, cần gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Hắc Đáp phẩy tay, đi đi. Sau khi Hồ Tứ Hải đi rồi, Ngô Bình vẫn đứng bất động tại chỗ. Anh nhắm mắt lại. Song nội dung trên tấm bia tiên vẫn xuất hiện trong thần hải của anh, hình thành những phù văn huyền ảo và phức tạp. Ngô Bình bỗng cảm thấy mình đã có thể thăng lên tầng thứ 16 của Thái Nhất Hoàng Cực Kinh, cảnh giới thần thông. Cảnh giới thần thông lấy Nam Động Thiên mà anh đã mở làm nền tảng, từ đó tu luyện thần thông Thái Cổ. Sau khi thần thông Thái Cổ được luyện thành, sẽ kết hợp với năm vị thần, sản sinh ra lực thần thông. Lúc này, vô số phù văn trên thức hải đang dần thay đổi và dung hợp, hình thành một thần thông với uy lực nghịch thiên. Thông tin của thần thông xuất hiện trong đầu Ngô Bình. Thần thông này tên Tử Kim Trấn Cửu Thiên, thuộc thần thông hệ kim. Giây tiếp theo, thần thông Tử Kim Trấn Cửu Thiên bị kim thần hấp thụ, lập tức kiểm soát ý nghĩa của thần thông này. Đúng lúc này, núi Tiên Tử Kim đột nhiên chấn động. Toàn bộ tu sĩ trong núi đều hoảng hốt, thi nhau bay vào không trung rồi sững sờ nhìn cả dãy núi Tử Kim. Bất thình lình, dãy núi Tử Kim và bia tiên biến thành một luồng kim quang, đi vào trong cơ thể Ngô Bình và cũng bị kim thần hấp thụ. Trong nháy mắt, thần thông Tử Kim Trấn Cửu Thiên đã đạt được viên mãn. Núi Tiên Tử Kim biến mất, cả Tử Kim Tiên Tông đều phát điên. Vô số người bay lên không trung và lùng sục khắp nơi. Hồ Tứ Hải cũng vội vàng chạy đến. Nhìn thấy hố sâu dưới đất liền run rẩy hỏi, chuyện gì thế này? Ngô Bình đáp, ngọn núi này thật kỳ lạ. Tôi đang nghiên cứu bia tiên thì nó đột nhiên rung chuyển, làm chúng tôi sợ đến mức phải bay lên. Hồ Tứ Hải nhìn Ngô Bình, chắc chắn chuyện này có liên quan đến anh, nhưng biết thì đã sao kia chứ? Hít một hơi sâu, Hồ Tứ Hải cúi người trước Ngô Bình, không còn núi tiên Tử Kim, e rằng Tử Kim Tiên Tông chúng tôi không tồn tại được bao lâu nữa. Ngô Bình cũng cảm thấy hơi ái ngại, đành húng hắng bảo, chuyện này ít nhiều gì cũng liên quan đến tôi. Thế này đi, tôi thấy công pháp tu hành của các ông quá hỗn tạp. Vậy nên tôi sẽ truyền cho ông một bộ công pháp tu tiên. Ý ông thế nào? Hồ Tứ Hải mừng rỡ, vội đáp cảm ơn rất nhiều. Trong đầu Ngô Bình có vô số công pháp, anh chọn bừa một bộ, dùng cách thần truyền để truyền cho Hồ Tứ Hải, sau đó đưa bốn đệ tử rời khỏi thành Tử Kim. Ra khỏi thành Tử Kim, Hắc Đáp phấn khích hỏi, sư phụ, có phải người đã luyện hóa núi tiên Tử Kim rồi không? Ngô Bình cười đáp, đó là một thần thông có tên là Tử Kim Trấn Cửu Thiên. Uy lực thế nào thì ta vẫn chưa rõ.
Nói đoạn, anh đi đến một sa mạc hoang vu không người, phất tay một cái liền có 3.000 phù văn xuất hiện giữa không trung, bài bố thành đại trận phù văn. Mỗi phù văn đều ẩn chứa sức mạnh cực lớn. Khi sức mạnh của 3.000 phù văn hợp lại, sẽ hình thành một luồng sức mạnh đáng sợ đến mức có thể trấn áp đất trời. Bốn đệ tử nhìn nhau rồi đồng loạt chạy đến đứng dưới phù văn. Ngay tức thì, bốn cao thủ cấp đạo tổ hoảng sợ tột độ rồi ngã sóng xoài xuống đất. Sức mạnh khủng khiếp ấy ép họ không thở nổi, cũng không thi triển được bất cứ sức mạnh nào. Mà đấy là Ngô Bình vẫn chưa dùng hết sức, nếu dốc toàn lực để trấn áp, bốn đệ tử sẽ bị thương ngay. Mạnh quá, đám Hắc Đáp kinh ngạc thốt lên. Ngô Bình thu thần thông về, cười bảo thần thông này có 3 loại biến đổi. Ta chỉ mới dùng nửa phần đầu của loại biến đổi đầu tiên thôi. Bạch Luyện cười nói, sư phụ có được thần thông này, đạo tổ bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của người. Ngô Bình lắc đầu, bây giờ ta vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được thần thông này, nhưng đúng là nó đã giúp năng lực của ta tăng lên. Trở về viện Chu Tước, Ngô Bình tĩnh tâm ngồi thiền, ổn định lại thần thông vừa có được. 2 hôm sau, cuối cùng Đường Băng Vân cũng xuất quan. Nhìn thấy Ngô Bình, cô ấy liền vui sướng bổ nhào đến. Đám Hắc Đáp vội vàng lên tiếng, kính chào sư nương. Đường Băng Vân ngẩn ra, sư nương. Ngô Bình nói, giới thiệu với em, họ là đệ tử của anh, phải gọi em là sư nương đấy. Đường Băng Vân liếc anh, em vẫn chưa gả cho anh mà. Ngô Bình cười bảo, sớm muộn gì cũng phải gả thôi. Đường Băng Vân hỏi, Huyền Bình này, sao tự dưng anh lại đến tìm em thế, có chuyện gì à? Ngô Bình gật đầu, hiện giờ anh đã là hoàng đế của đế quốc Thiên Võ, bận rộn nhiều việc. Em rất thông minh, nếu em có thể đến giúp anh sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đường Băng Vân không hề do dự, anh đã cần đến em, tất nhiên em sẽ theo anh về. Ngô Bình rất vui mừng, biết thế thì lần trước anh đã đưa em đi rồi. Lúc này Đường Băng Vân sực nhớ đến chuyện gì đó, nhưng một khi em đi, Đông Phương Hách chắc chắn sẽ gây rắc rối cho viện chủ. Ngô Bình hỏi, Đông Phương Hách từng đến đây à? Đường Băng Vân gật đầu, dạo trước Đông Phương Hách đột nhiên đến đây, bảo là từ lâu đã nghe danh về dung mạo của em, còn nói mấy câu bẩn thỉu. Viện chủ bảo vệ em, lệnh cho em bế quan tu luyện. Đông Phương Hách cực kỳ bất mãn với ông ấy, bảo là sẽ đến đây trong vòng 1 tháng nữa và nhất định sẽ bắt em đi. Nếu em không có mặt ở đây, Đông Phương Hách chắc chắn sẽ làm khó viện chủ. Ngô Bình cười khẩy, tên Đông Phương Hách này đúng là chán sống, dám tự tưởng đến người phụ nữ của anh. Đường Băng Vân bảo, Huyền Bình à, người này có chỗ dựa lớn lắm đấy. Sư phụ của Đông Phương Hách chính là Thông Thiên Lão Tổ. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi đáp, Băng Vân, bây giờ chúng ta sẽ đến thần thổ Thông Thiên, mở rộng lãnh thổ và xây dựng cơ nghiệp. Anh có tự tin để nói ra điều này? Những đệ tử mà anh mang theo từ Thông Thiên Cung đủ để chèo chống một môn phái hùng mạnh. Để thành lập môn phái, tất nhiên phải tìm một số người để bàn bạc và đưa ra kiến nghị. Người đầu tiên Ngô Bình tìm đến dĩ nhiên là Hỗn Thiên Đạo Tổ Cơ Tiên Bằng. Trong điện Hỗn Thiên, Ngô Bình vào bốn đệ tử và Đường Băng Vân vào động thiên của mình trước, sau đó một mình đi gặp Cơ Tiên Bằng và nói rõ ý định của mình. Sau khi nghe xong, Cơ Tiên Bằng trầm ngâm. Về lý mà nói, ở thần thổ Thông Thiên, một nơi do người nào mở sẽ thuộc về người đó. Nhưng căn cơ của cậu ở thần thổ Thông Thiên còn nông lắm, anh đề nghị cậu lấy danh nghĩa của Điện Hỗn Thiên để làm chuyện này trước đã. Chờ vị thế của cậu vững vàng rồi tự chủ cũng không muộn. Ngô Bình biết ý kiến của Cơ Tiên Bằng rất có lý, khẽ gật đầu, được, vậy xin làm phiền Cơ đại ca. Cơ Tiên Bằng cười đáp, giữa chúng ta đâu cần khách sáo như thế chứ. Ngô Bình hỏi, Cơ đại ca, em nên đi hướng nào để tìm nhỉ? Cơ Tiên Bằng nói, tuy mọi người không nói rõ ra, nhưng 3 thế lực lớn sẽ tìm kiếm theo 3 hướng khác nhau. Nói đoạn, Cơ Tiên Bằng lấy ra một tấm bản đồ ra. Tấm bản đồ này chỉ có 1 phần sáng, những nơi còn lại đều tối. Ông ấy lấy bút vẽ 2 đường lên bản đồ. Đường này lấy Điện Hỗn Thiên làm trung tâm, hình thành một góc khoảng 100 độ. Khu vực mở rộng ra ngoài từ góc này chính là ranh giới truyền thống Điện Hỗn Thiên, việc tìm kiếm thường được tiến hành ở khu vực này. Tương tự,
Điện Vạn Ưu cũng có một khu vực khoảng 100 độ là địa bàn truyền thống của nó. So ra, diện tích của Thông Thiên Cung lớn hơn nhiều, góc tạo từ hai đường rơi vào khoảng 160 độ. Cơ Tiên Bằng nói, gần trăm năm qua tiến độ tìm kiếm của Điện Hỗn Thiên rất chậm, vì càng vào sâu càng nguy hiểm. Nếu cậu có bản lĩnh thì cứ việc đi tìm khu vực mới được tìm ra đều có thể là địa bàn của cậu. Ngô Bình cười đáp, cảm ơn Cơ đại ca, vậy em không khách sáo nữa nhé. Cơ Tiên Bằng bảo, tìm kiếm ở thần thổ Thông Thiên, đáng sợ nhất là vào cấm địa, trong đó luôn tiềm ẩn nguy cơ, ngoài ra còn có những sinh linh cực mạnh của thần thổ. Tất nhiên, nếu cậu hàng phục được những sinh linh ấy thì có thể sai chúng canh gác nhà cửa giúp cậu. Ngô Bình biết hiện nay thần thổ Thông Thiên chỉ mới tìm kiếm được một phần rất nhỏ, vẫn còn một khu vực rộng lớn đang chờ anh khai phá. Anh chào tạm biệt Cơ Tiên Bằng, lấy Điện Hỗn Thiên làm tâm, đi về hướng Đông Nam để tìm kiếm tiếp. Chẳng bao lâu sau, anh đã đến rìa vùng tìm kiếm của Điện Hỗn Thiên. Nơi này là một hoang mạc màu đỏ, biên giới có dựng bia đá, bên trên viết mấy câu đại loại như cấm vào sâu, có nguy hiểm. Đường Băng Vân và bốn đệ tử ra khỏi động thiên. Bạch Luyện nói, sư phụ, sau này nơi đây sẽ là địa bàn của chúng ta. Ngô Bình bảo, phải đi vào tiếp, để lại không gian đủ lớn giữa Điện Hỗn Thiên để tránh ảnh hưởng đến việc mở rộng sau này của Điện Hỗn Thiên. Đường Băng Vân hỏi, Huyền Bình, vậy chúng ta bắt đầu từ đâu? Ngô Bình cười đáp, dĩ nhiên là bắt đầu từ nơi nguy hiểm nhất. Dứt lời, anh bay lên trời, càng bay càng cao. Rồi anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật để quan sát cả khu vực. Có một dãy núi cực kỳ đặc biệt. Dãy núi này dài 30.000 dặm, nơi rộng nhất lên đến 10.000 dặm, trên núi rải rác rất nhiều trường lực kỳ lạ, nên có rất nhiều đỉnh núi lơ lửng giữa không trung. Trên đỉnh núi có rất nhiều sinh linh đang sinh sống và mọc các loại thần dược. Quá rõ ràng, nơi này có hệ sinh thái độc lập, mà sinh linh trong đó không hề đơn giản chút nào. Trong núi có một cung điện bỏ hoang, đã bị cây cối dây leo bao phủ, tỏa ra khí tức rất lạ. Anh đoán trường lực quái dị của dãy núi này bắt nguồn từ cung điện ấy. Bên ngoài cung điện, có một chồng đá lạ toát ra uy thế kinh người, hiển nhiên nó cũng có sinh mệnh. Quan sát một lúc, Ngô Bình đã biết dãy núi này chính là nơi mấu chốt. Nếu có thể kiểm soát nơi này, anh sẽ có thể lập môn phái ở đây. Trở lại mặt đất, anh hỏi Đường Băng Vân, Băng Vân, em nghĩ môn phái do chúng ta thành lập nên lấy tên gì? Đường Băng Vân cười đáp, khi anh thành thánh đã lĩnh ngộ được đại đạo huyền nguyên, vậy lấy tên là Huyền Nguyên Môn đi. Ngô Bình gật đầu, cũng được. Nói xong, anh đưa họ bay đến dãy núi, đáp xuống ngay trước cung điện ấy. Mấy người họ vừa đến nơi, chồng đá lạ ở gần đó đột nhiên rung lên. Sau đó vô số hòn đá bay lên không trung, trong nháy mắt ngưng tụ thành một quái nhân đá cao hàng nghìn mét. Đôi mắt nó phun ra ngọn lửa màu tím đỏ. Điên cuồng gầm thế, vung nắm đấm khổng lồ về phía họ. To gan. Đám hắc đáp nổi cơn thịnh nộ, lập tức biến thành người khổng lồ rồi giao chiến với người đá khổng lồ ấy. Ngô Bình biết bốn đệ tử mình sở hữu năng lực phi thường nên không lo rằng họ sẽ thua. Anh bèn dẫn Đường Băng Vân đến trước cổng cung điện. Cổng tự động mở ra, Ngô Bình nói, Băng Vân, anh vào đó xem thử. Anh sải bước vào điện. Cổng lập tức đóng lại. Trong đại điện thắp 10 ngọn đèn, trong mỗi tim đèn đều có một lá bùa đang cháy, phát ra ánh sáng muôn màu xinh đẹp. Lúc này, 10 trường lực chất chồng xuất hiện xung quanh anh, tất cả đều đang tác động lên người anh, khiến anh rất khó chịu. Ngô Bình từng luyện kỹ thuật lực si vưu, chân lực đã đạt đến cảnh giới rất cao, cộng thêm việc anh đã là thánh nhân, nên chỉ trong chớp mắt đã hiểu ra sự kỳ diệu của những trường lực này. Anh lập tức điều chỉnh trạng thái cơ thể để thích ứng với môi trường. Anh vừa thích ứng, trường lực liền tăng gấp đôi, thành 20 trường lực. Thế là anh tiếp tục điều chỉnh để thích ứng tiếp. Cứ như thế, trường lực ngày một nhiều lên, từ 10 lên 100, từ 100 lên đến 1.000. Khi 1.000 trường lực chồng lên nhau, không gian bắt đầu biến dạng, thời gian bắt đầu thay đổi, biến đổi về lượng dẫn đến biến đổi về chất. Hiện giờ những sức mạnh này giống như pháp lực, lực thần thông vậy, sản sinh những công dụng khác nhau. Trong chớp mắt Ngô Bình đã ngộ ra, bất kể là sức mạnh gì thì bản chất vẫn giống nhau, chúng đều là một loại của trường lực.
nghĩ thông suốt rồi, anh khẽ mỉm cười, phất tay một cái, 1000 trường lực trong điện liền biến dạng thành sợi sức mạnh, quấn vào giữa 5 ngón tay anh, bay vòng quanh. Lúc này, rất nhiều sức mạnh của kỷ nguyên tồn tại trong cung điện đều bị Ngô Bình hấp thụ luyện hóa. 10 ngón tay anh siết lại thành nắm đấm, sợi sức mạnh liền biến mất, ngấm vào cơ thể anh. Lúc này có một ý chí liên lạc với anh, đó là ý chí của cung điện, cũng là ý chí của cả dãy núi. Hóa ra dãy núi này do một sự tồn tại vĩ đại xây dựng cách đây rất nhiều kỷ nguyên. Vì nguyên nhân nào đó, người mạnh ấy kết liễu đời mình, trước khi chết đã dùng sức mạnh của mình tạo nên dãy núi này. Đã nhiều kỷ nguyên trôi qua nhưng vẫn chưa ai có thể lấy được truyền thừa của người ấy, cho đến khi Ngô Bình xuất hiện. Sau đó, mọi ý nghĩa liên quan đến sức mạnh lần lượt rót vào ý thức của Ngô Bình. Anh khoanh chân ngồi xuống, hấp thụ và luyện hóa. Khi anh mở mắt đã là 3 ngày sau. Đẩy cổng cung điện ra, anh nhìn thấy người đá khổng lồ đã bị đè xuống đất, không cử động nổi. Có điều đám bạch luyện đã mệt đứt hơi, xem ra không hề dễ dàng tí nào. Sư phụ! Thấy Ngô Bình đi ra, 4 đệ tử vô cùng mừng rỡ. Hắc Đáp nói, sư phụ, quái vật này khỏe thật đấy, bọn con sắp không khống chế được nữa rồi. Ngô Bình bảo, các con thả nó ra đi. 4 đệ tử đồng loạt buông tay, người đá khổng lồ lập tức đứng bật dậy, gầm lên một tiếng rồi chuẩn bị ra tay. Ngô Bình giơ tay phải trưởng vào không trung, vô số sợi sức mạnh liền ngưng tụ thành một bàn tay muôn màu sắc, trực tiếp ấn người đá kia xuống đất. Người đá rất kinh ngạc, ra sức vẫy vùng nhưng không thể nào động đậy. Thử được vài lần, có vẻ nó đã phục rồi, bèn quay đầu nhìn về phía Ngô Bình. Ngô Bình thả tay ra, quái vật đá, đừng gây rối nữa, lát nữa để ta dạy ngươi cách tu hành. Không ngờ quái vật đá lại hiểu lời anh, chậm rãi đứng dậy rồi cuộn mình thành một chồng đá, chỉ lộ ra 2 con mắt nhìn Ngô Bình. Ngô Bình cũng mặc kệ nó, thả tất cả đệ tử trong động thiên ra, bắt đầu từ hôm nay, các con sẽ là đệ tử của Huyền Nguyên Môn. Hắc Đáp, Bạch Luyện, Xích Bào, Kim Hầu, sau này các con là 4 đại trưởng lão, khi ta không có mặt, Huyền Nguyên Môn do các con quản lý. Vâng, 4 đệ tử đồng thanh đáp. Đường Băng Vân nói, Huyền Bình à, Huyền Nguyên Môn cũng phải chiêu mộ đệ tử mới lớn mạnh được. Ngô Bình đáp, chẳng phải ở thần thổ thông thiên này có rất nhiều sinh linh mạnh sao? Anh có thể giáo hóa vạn linh, tất nhiên cũng có thể dạy bọn chúng. Hôm nay, Ngô Bình đã hiện ra chân thân, bắt đầu giảng pháp cho quái vật đá. Quái vật đá nghe rồi lại nghe, toàn thân tỏa ra tử quang, bắt đầu biến đổi. Giọng của Ngô Bình truyền khắp 10 vạn dặm, sinh linh trong 10 vạn dặm đều nghe thấy. Có yêu, có tinh linh, có thú dữ, có cả hung thần ác sát. Lúc này chúng đều nghe giọng anh mà tìm đến. Chẳng mấy chốc, đủ loại sinh linh đã tề tựu về núi. Ngô Bình dạy cho muôn loài, chỉ cần chịu học thì đều có thể đi theo anh. Ngô Bình chỉ giảng 3 ngày đã chọn ra được 3000 đệ tử từ mấy triệu sinh linh. Những sinh linh không được chọn vẫn có thể tiếp tục ngồi nghe pháp trên núi, nhưng Huyền Nguyên Môn sẽ không cung cấp tài nguyên cho chúng. 3000 đệ tử được chọn không chỉ có tài nguyên từ tông chủ, mà còn có thể nhờ ân sư chỉ dạy khi gặp vấn đề khó. Những sinh linh này đều có bạn bè thân thích, chúng nhanh chóng kêu bè gọi bạn đến đây nghe pháp. Cứ cách vài ngày, Ngô Bình sẽ giảng pháp một lần, tiếp tục tuyển chọn đệ tử. Cứ như thế, chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi, số lượng đệ tử của Huyền Nguyên Môn đã lên đến mấy chục nghìn, lượng đệ tử dự thính cũng lên đến con số mấy trăm nghìn. Ngô Bình được tôn lên thành Huyền Nguyên Sư Tổ, 1500 năm ở Trung Thiên Giới khiến anh có kinh nghiệm phong phú trong việc giảng dạy và thu nhận đệ tử, loáng cái anh đã chọn được những người có tư chất tốt rồi truyền thụ kiến thức tu hành cao thâm hơn cho họ. Chờ chọn được các thành viên cốt cán xong, Ngô Bình dẫn Đường Băng Vân đến thành Vô Ưu thành trì lớn nhất trong phạm vi thế lực của Thông Thiên Cung. Thành Vô Ưu được coi là thành lớn nhất ở thần thổ Thông Thiên, dân số đông đúc, không ít tu sĩ của Thông Thiên Cung cũng sinh sống ở đây, trong đó gồm cả con trai Đông Phương Vô Kỵ và cháu trai Đông Phương Hách của Thông Thiên Lão Tổ. Thành Vô Ưu có các cửa hàng may mặc tốt nhất, thiên y quán đều dùng các chất liệu thượng hạng do chức nữ dệt để may đồ nên giá rất cao. Ngô Bình và Đường Băng Vân đến đây để mua thêm vài bộ đồ. Thiên y quán không chỉ có một chi nhánh,
Ngô Bình vừa đến đã hỏi họ về đồ anh từng đặt may ở đây. Chủ cửa hàng là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy kiểm tra sổ sách rồi cười đáp, công tử, đồ anh đặt may đã xong cả rồi, giờ anh lấy luôn ạ. Ngô Bình, tiện thể tôi muốn đặt may thêm mấy bộ nữa. Vâng, hôm nay có nhiều mẫu mới, anh có thể tham khảo ạ. Ngô Bình chọn hai bộ cho Đường Băng Vân, một bộ cho mình, ngoài ra còn chọn thêm cho Đỉnh Nhi, Khả Nhi, Thủy Sinh và mấy người phụ nữ trong nhà. Đồ của Thiên Y quán nổi tiếng đắt đỏ, những bộ đồ tốt có giá đến vài chục triệu. Ngô Bình đã chọn thêm 40 bộ, tất cả đều có trận pháp cao cấp nên tổng thiệt hại là hơn 20 tỷ thần long. Anh vừa chọn đồ xong thì đồ anh đặt lần trước cũng đã được mang ra, trong đó có một bộ của Đường Băng Vân. Cô ấy thay sang bộ đồ mới thì thấy rất vừa vặn, kiểu dáng cũng rất đẹp nên cười nói, không ngờ có bộ đồ thôi mà cũng đắt vậy. Chủ cửa hàng cười nói, bộ chị đang mặc có trận pháp cấp đạo tổ, đây không chỉ là quần áo, mà còn là một món pháp bảo. Ngô Bình trả tiền rồi cùng Đường Băng Vân rời khỏi Thiên Y quán. Họ vừa đi ra ngoài thì thấy có hai tu sĩ đang chờ mình, thấy họ đi ra, một người trong số đó cười cạch cỡm nói, cô Đường, cậu chủ nhà tôi chờ cô lâu lắm rồi, sao cô đến thành Vô Ưu rồi mà không tới chào cậu ấy? Đường Băng Vân lạnh giọng hỏi, cậu chủ nhà các người là ai? Người kia, đương nhiên là cậu Đông Phương rồi, lần trước cậu chủ đã đến viện Chu Tước tìm cô, nhưng cô Đường lại đang bế quan. Ngô Bình nói, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Bảo cậu chủ nhà các người tránh xa cô ấy ra, không thì tôi chặt chân đấy. Người kia nổi giận, anh nói gì? Dám ăn nói thế với cậu chủ Đông Phương à, chán sống rồi đúng không? Ngô Bình tát bay tên đó, làm hắn va mạnh người lên tường, lập tức bị thương nặng. Tên khác thấy thế thì khiếp đảm, vội vàng bóp vỡ ngọc phù trong tay rồi nói, có giỏi thì đứng im đấy. Ngô Bình bảo người của Thiên Y quán mang một cái ghế ra cho anh và Đường Băng Vân ngồi, sau đó nói tôi không đi đâu mà lo. Một lát sau có hơn chục người đáp xuống cạnh đó, những người này đều là cao thủ, thậm chí có cả chân tiên. Anh liếc mắt nhìn rồi thờ ơ nói, có tẹo người thế này thôi à? Không đủ, gọi tiếp đi. Anh vừa nói dứt câu thì đám người đã thấy có một luồng uy áp ập tới, họ đều quỳ xuống đất. Khắp các lỗ chảy máu vô cùng đau đớn. Có người không chịu được nên đã bóp nát tiếp một ngọc phù nữa, vì thế không lâu sau Thông Thiên Cung lại cử thêm một tốp cao thủ tới. Nhưng họ vừa đến thì cũng quỳ hết xuống đất. Ngô Bình bình thản nói, Đông Phương Hách chưa đến à? Các người chuẩn bị gọi hắn đi. Có người bóp nát tiếp ngọc phù thứ ba, cuối cùng cũng kinh động tới Đông Phương Hách. Một người đàn ông mặc áo đỏ bay tới. Hắn vừa định lên tiếng thì chân chợt mềm nhũn rồi quỳ xuống đất. Hắn biến sắc mặt nói, anh là ai? Ngô Bình hỏi Đường Băng Vân, Đông Phương Hách đây à? Đường Băng Vân gật đầu, vâng. Ngô Bình, nghe nói lần trước anh định mang cô ấy đi. Đông Phương Hách lạnh giọng nói, thằng kia, mày hãy nhìn kỹ xem đây là đâu, là thành Vô Ưu địa bàn của Thông Thiên Cung tao đấy. Ngô Bình, tôi biết đây là thành Vô Ưu. Cũng biết anh là Đông Phương Hách cháu trai của Thông Thiên Lão Tổ. Đông Phương Hách hừ nói, thế mà mày vẫn dám làm thế với tao à? Không sợ ông nội tao đến tát chết mày hay sao? Ngô Bình tỉnh bơ nói, tự vả miệng đi. Đông Phương Hách lập tức mất khống chế, hai tay tự giơ lên vả vào miệng mình chan chát, chẳng mấy chốc khóe miệng hắn đã bật máu. Hắn vừa kinh hãi vừa tức giận nói, dừng lại mau. Ngô Bình thấy phía đối diện có quán rượu thì kéo Đường Băng Vân lên gọi một bàn thức ăn, sau đó vừa ăn vừa xem Đông Phương Hách tự vả vào mặt mình. Khi mặt hắn sắp bị tát nát bét thì có một giọng nói uy nghiêm vọng từ trên cao xuống, cậu Lý, cháu tôi sai rồi, xin cậu nương tay. Ngô Bình nhìn ra ngoài thì thấy có một đạo nhân trung niên đang đứng trên đỉnh đầu Đông Phương Hách rồi chắp tay hành lễ với anh. Ngô Bình cười nói, ông là Thông Thiên Lão Tổ à? Thông Thiên Lão Tổ gật đầu, tôi đã nghe sự đệ Hỗn Thiên kể về cậu Lý, không ngờ hôm nay lại được gặp mặt. Ngô Bình xua tay, Đông Phương Hách lập tức ngừng vả mặt anh nói, ông Thông Thiên này, chuyện nhà ông thì tôi không liên quan, nhưng cháu ông dám vô lễ với người phụ nữ của tôi thì tôi không cho qua được. Thông Thiên Lão Tổ nhìn Đông Phương Hách rồi nói,
nhốt thằng nghịch tử này vào thủy lao cho ta, 3 năm không được ra ngoài. Lập tức có người đáp xuống rồi đưa Đông Phương Hách đi, Đông Phương Hách nghe thấy mình sẽ bị nhốt ở thủy lao thì gào lên, ông ơi, con sai rồi, ông đừng nhốt con, ông ơi. Xong, Thông Thiên Lão Tổ coi như không nghe thấy, chờ Đông Phương Hách được đưa đi rồi, ông ta cười nói, cậu Lý, cậu đến Thông Thiên Cung chơi một lát được không? Ngô Bình, bây giờ thì không được, để hôm khác. Thông Thiên Lão Tổ chắp tay, chúng tôi luôn chào đón cậu. Sau đó, Thông Thiên Lão Tổ và cả đám người đang quỳ dưới đất đã rời đi. Đường Băng Vân kinh ngạc nói, Huyền Bình, em nghe nói Thông Thiên Lão Tổ nóng tính lắm mà, sao giờ lại khách sáo thế nhỉ? Ngô Bình, chắc cơ đại ca đã nói cho ông ta biết về bản lĩnh của anh, hơn nữa ông ta đã là đạo tổ thì kiểu gì cũng cảm nhận được khí chàng của anh. Nếu đánh nhau thì cơ hội thắng của anh cao hơn. Đường Băng Vân, Huyền Bình, anh là thánh nhân rồi. Chờ anh thành thánh vương, thánh hoàng thì không biết sẽ mạnh đến đâu nhỉ. Ngô Bình, càng về sau càng khó tăng thực lực ấy. Đường Băng Vân, Thông Thiên Lão Tổ này chỉ khách sáo ngoài mặt vậy thôi, chứ trong lòng chắc cũng ganh ghét anh lắm. Ngô Bình, kệ ông ta, nhưng nếu dám đối đầu với anh thì anh sẽ xử lý. Đường Băng Vân, sao anh bảo ông ta có bảo bối gì? Ngô Bình, ông ta chưa từng đến Trung Thiên Giới. Còn anh chắc chắn sẽ đến Thượng Thiên Giới. Đường Băng Vân cũng đã nghe anh nhắc về chuyện của Thông Thiên Cung nên cười nói, có anh làm chỗ dựa thì sau này em có thể vực dậy đường môn được rồi. Ngô Bình, em muốn mở rộng đường môn à? Đường Băng Vân gật đầu, đường môn là chỗ dựa của đường thị, nếu mở rộng được là tốt nhất. Ngô Bình, anh có thể vạch ra một khu vực làm phạm vi thế lực của đường môn, miễn thuế phu phen. Đường Băng Vân, thế thì tốt quá rồi. Ăn uống xong, Ngô Bình bảo Đường Băng Vân về Huyền Nguyên Môn chờ mình, còn anh lại đến Điện Thiên Trạch. Ngô Bình có bùa dịch chuyển để vào Điện Thiên Trạch, anh động tinh thần một cái là có tia sáng lóe lên, còn anh thì đã đi vào Điện Thiên Trạch. Giọng nói của Tiểu Lê người chỉ dẫn trong Điện Thiên Trạch vang lên, chào mừng công tử tiếp tục tham gia khảo nghiệm. Trong Điện Thiên Trạch có 18 cửa ải, Ngô Bình mới khảo nghiệm vòng thứ nhất. Tại đây, anh đã lấy được phần thưởng cực hạn là một viên trọng lực châu. Ngô Bình, hôm nay tôi sẽ hoàn thành nốt 17 cửa ải còn lại. Tiểu Lê, có phải cửa ải nào cũng có phần thưởng cực hạn không? Tiểu Lê, công tử cũng có thể chọn sang tích điểm. Tích điểm. Tiểu Lê, đúng vậy, phần thưởng cực hạn ở mỗi vòng có thể chuyển thành một số điểm nhất định. Sau khi hoàn thành xong 18 vòng khảo hạch, công tử có thể dùng số điểm mình có để đổi sang thứ mà mình cần. Ngô Bình nổi hứng nói, thứ gì thế? Tiểu Lê, là bảo bối Vĩnh Hằng Đạo Tôn thu thập được trước khi tiến vào cảnh giới tạo hóa, chỉ cần anh thích đủ điểm thì sẽ được đổi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được, tôi sẽ tích điểm. Vòng thứ hai là kiểm tra máu huyết, Vĩnh Hằng Đạo Tôn là thần tộc, truyền thừa của ông ấy với huyết mạch cũng có yêu cầu cực cao. Đương nhiên Ngô Bình đã vượt qua vòng này một cách dễ dàng, hơn nữa còn đột phá đến cực hạn, vì trong người anh có sức mạnh của thần yêu. Tiểu Lê, huyết mạch của công tử đạt đến mức cực cao nên nhận được 3.500 điểm. Sau đó đến vòng thứ ba, thứ tư. Tốt quá rồi, xương cốt của công tử cũng cực tốt nên nhận được 3.800 điểm. Chúc mừng, sức mạnh của công tử là thiên hạ vô song, nhận được 19.000 điểm. Quá giỏi, lĩnh ngộ của công tử vô cùng cao thâm, nhận được 9.000 điểm. 18 vòng khảo nghiệm này đều khá cơ bản nên vòng nào Ngô Bình cũng vượt qua xuất sắc. Cuối cùng, anh đã tới vòng khảo nghiệm cuối. Vòng 18 là kiểm tra vận mệnh, lần này thành tích của Ngô Bình đã khiến Tiểu Lê phải hốt hoảng, vận mệnh của công tử quá mạnh, được thưởng 180.000 điểm. Ngô Bình, Tiểu Lê, giờ tôi có bao nhiêu điểm rồi? Tiểu Lê, 258.000 điểm. Chúc mừng công tử có thể nhận được truyền thừa của Vĩnh Hằng Đạo Tôn. Ngay sau đó, đã có một luồng sức mạnh tiến vào thức hải của Ngô Bình và mở một không gian ở bên trong. Trong không gian này có một người đàn ông tuấn tú với khí chất phi phàm đang ngồi xếp bằng, người đó còn cười với Ngô Bình. Ngô Bình vội hỏi, tiền bối là Vĩnh Hằng Đạo Tôn ư? Người đàn ông mặc áo bào trắng cười nói, đúng thế. Ta đã ở đây bao năm,
cậu là người đầu tiên nhận được truyền thừa của ta. Ngô Bình, đạo tôn, tôi nghe Tiểu Lê nói thần thổ thông thiên này là do đệ tử của người mở đúng không? Vĩnh Hằng đạo tôn, không đúng mà cũng không sai, thần thổ này vốn là một vũ trụ thu nhỏ rồi tự thành một giới, bên trong có truyền thừa mà các kỷ nguyên lưu lại và không ít cường giả. Đệ tử đó của ta đã thi triển tài năng để mở vũ trụ này ra và cho nhập vào hồng hoang để hình thành thần thổ như bây giờ. Ngô Bình, ra là thế, chắc chắn tiên vực Vĩnh Hằng ở bên ngoài cũng có liên quan đến tiền bối. Vĩnh Hằng đạo tôn, ta từng ở tiên vực một thời gian và lưu lại ít đạo thống ở đấy. Ngô Bình cười nói, tiền bối, giờ người sẽ truyền công pháp cho vãn bối ạ. Vĩnh Hằng đạo tôn, yêu cầu để trở thành đệ tử của ta cao lắm, giờ ta sẽ truyền cho cậu một bộ công pháp trước, cậu cứ tu luyện đi, nếu thành công thì ta sẽ truyền tiếp công pháp thứ hai. Ngô Bình thầm nghĩ mình chẳng thiếu công pháp nên hỏi, tiền bối, công pháp gì vậy ạ? Vĩnh Hằng đạo tôn, công pháp của ta đã dung hợp ưu thế của thần và nhân, thần tộc cũng có thể tu luyện được. Ngô Bình, nhân tộc có thể tu luyện không ạ? Vĩnh Hằng đạo tôn, thần tộc tu luyện công pháp này sẽ khó hơn rất nhiều lần. Ngô Bình, tiền bối, vậy người không muốn nhân tộc tu luyện nó hay sao? Vĩnh Hằng đạo tôn cười nói, ngày trước, thần tộc ta đã đánh bại tiên tộc, nhưng tiên tộc chưa bị tiêu diệt hết nên vẫn có thể phản công lại bất cứ lúc nào. Hơn nữa tiên tộc đã chọn nhân tộc để truyền lại sức mạnh tiên tộc của mình. Nhân tộc rất có tiềm năng, ta lo một ngày nhân tộc sẽ mạnh mẽ như tiên tộc thời xưa. Vì thế, ta đã quyết định dùng thân phận của thần tộc để tu luyện tiên đạo. Qua nhiều năm mày mò, cuối cùng ta đã tìm được một con đường. Nhưng tiếc là con đường này có yêu cầu quá cao về tư chất, thần tộc bình thường không thể tu luyện được. Ngô Bình, đến thần tộc còn khó tu luyện công pháp của người thì nhân tộc tu luyện kiểu gì? Vĩnh Hằng đạo tôn, tuy nói là thế, nhưng ta đoán nếu có người tu luyện được công pháp của ta thì chắc chắn có thể đàn áp được cả thiên kiêu của thần tộc. Ngô Bình, vì vậy, tiền bối cũng muốn bồi dưỡng truyền nhân của nhân tộc. Vĩnh Hằng đạo tôn, đúng thế, thành đạo tôn rồi thì ta không còn sự phân biệt đối xử với thần tộc và nhân tộc nữa, vợ ta cũng là nhân tộc, hậu nhân của ta cũng có một nửa huyết mạch nhân tộc. Ngô Bình, tiền bối đúng là người có ý chí. Vĩnh Hằng đạo tôn, thể chất của cậu rất tốt, có khí tức của thần tộc, bản thân cậu đã là chân nhân thái cổ. Vì thế khả năng cao sẽ tu luyện được công pháp của ta. Ngô Bình gật đầu, tôi chuẩn bị xong rồi. Anh vừa nói dứt câu thì đã có một bộ công pháp mang tên Thần Tiên Kinh xuất hiện trong đầu. Nhận được công pháp này xong, Ngô Bình biết ngay nó rất khó tu luyện, đến anh cũng chưa chắc đã thành công. Vĩnh Hằng đạo tôn, xong rồi đấy, cậu cố mà tu luyện, nếu luyện đến viên mãn thì quay lại đây gặp ta. Ngô Bình, tiền bối. Tôi tích được nhiều điểm lắm, Tiểu Lê bảo có thể đổi sang bảo bối của người. Vĩnh Hằng đạo tôn cười nói, ừ, tôi có ít bảo bối đây, cậu xem đi. Ngay sau đó, Ngô Bình đã nhìn thấy hàng nghìn món đồ, chúng lơ lửng trên không, món nào cũng được dán giấy ghi rõ cần bao nhiêu tiền thì mới đổi được. Ngô Bình liếc nhìn thì thấy hai bộ khôi giáp, một bộ màu đỏ, một bộ màu tím rất đẹp, có vẻ dành cho nữ mặc. Chúng có giá chung là 10.000 điểm một bộ. Anh hỏi, tiền bối, bộ này dành cho nữ ạ? Vĩnh Hằng đạo tôn nhìn rồi đáp, đây là bộ mà một đệ tử của ta làm, nó thích làm mấy cái này lắm. Lẽ ra bộ giáp này là cho vợ ta đấy, nhưng về sau không dùng được. Nó có tên là giáp tiên Vĩnh Hằng, mặc vào rồi thì sẽ có thực lực của đạo tổ. Ngô Bình ngạc nhiên, có thực lực của đạo tổ ư? Đúng là bảo bối. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, tiền bối, tôi lấy hai bộ giáp này. Mua áo giáp xong, điểm của Ngô Bình không còn nhiều nữa nên lại tìm thêm một lát rồi chọn một cái lò luyện đan rồi hỏi, tiền bối, đây là lò luyện đan ạ. Vĩnh Hằng đạo tôn gật đầu, ta chế tạo nó lúc lĩnh ngộ đại đạo Vĩnh Hằng đấy, nó có thể đứng trong top 10 các lò luyện đan trong thiên hạ. Ngô Bình sáng mắt lên, thấy nó có giá 55.000 điểm thì lập tức đổi ngay. Anh hỏi, tiền bối, sau này tôi còn nhận được điểm gì nữa không? Vĩnh Hằng đạo tôn, nếu cậu luyện Thần Tiên Kinh đến viên mãn thì cũng nhận được điểm, tu luyện càng tốt thì điểm càng cao. Ngô Bình, tôi hiểu rồi. Sau đó, anh đã rời khỏi Điện Thiên Trạch rồi vội vàng về Huyền Nguyên Môn.
vừa gặp Đường Băng Vân, anh đã lấy bộ giáp ra rồi cười nói, Băng Vân, em thử bộ này đi. Đường Băng Vân cười nói, gì thế anh? Ngô Bình, giáp tiên đấy, em mặc vào rồi thì sẽ tạm có thực lực của đạo tổ. Đường Băng Vân sáng mắt lên rồi lập tức mặc bộ giáp tiên ấy lên người. Bộ giáp này rất mềm, chỉ có một lớp rất mỏng, làm tôn vóc dáng của Đường Băng Vân lên, làm Ngô Bình nhìn không rời mắt, anh nói, được đấy, anh còn sợ em mặc không đẹp. Nói rồi, anh đưa tay lên sờ thì thấy lớp áo như da thật, vừa mềm vừa mát lạnh. Đường Băng Vân lý nhí, anh đừng có sờ lung tung. Ngô Bình bế cô ấy lên rồi cười nói, Băng Vân, chúng mình sinh một đứa đi. Đường Băng Vân ớm ở rồi cả hai cùng về phòng. Trong Huyền Nguyên Môn có mấy trăm đỉnh núi lơ lửng trên không, nhưng ngọn núi cao lớn nhất chính là chỗ ở của Ngô Bình, ở đây có mấy căn nhà rất đẹp. Ngày hôm sau, Đường Băng Vân thay bộ thiên y mới rồi cùng Ngô Bình về nhà. Lâu rồi không về nhà nên họ tới Đường Môn trước. Ngô Bình cũng đã lâu không đến đây, Đường Gia Bảo vẫn vậy, người của anh vẫn ở trấn này, Đường Môn vẫn yên bình, không hề có chiến loạn. Hai người vừa xuất hiện ở cổng trấn thì thấy có một đám trẻ con đang chơi đùa ở đây, không còn nhiều người nhận ra Đường Băng Vân nữa. Thấy người lạ tới, lập tức có người đi ra hỏi, hai người tìm ai? Đường Băng Vân cười nói, các người không biết tôi à? Nghe cô ấy nói vậy, hai người kia đều quan sát Đường Băng Vân thật kỹ, đột nhiên một trong số họ hô lên, đại tiểu thư. Đường Băng Vân gật đầu, tôi đây. Đại tiểu thư về rồi, một người nhảy cẫng lên rồi quay đầu chạy vào trong. Nhờ được Ngô Bình để ý nên nhiều năm qua, Đường Môn vẫn yên bình, đệ tử của họ cần tư chất có tư chất, cần công pháp có công pháp, vì thế đã có rất nhiều cao thủ ra đời. Nghe nói Đường Băng Vân đã về. Mọi người của Đường Môn đều ra nghênh đón, bao gồm Đường Thiên Tuyệt, Đường Hy, Đường Không, Phi Liêm, Đường Huyền và Lam Thủy Nguyệt. Đã lâu không gặp mọi người, Đường Băng Vân hỏi thăm từng người một. Vào Đường Gia Bảo rồi, Đường Thiên Tuyệt nói, Băng Vân, cháu đi vắng đến nay mới về, nên có nhiều chuyện chưa biết. Đường Băng Vân hỏi, có chuyện gì vậy ông? Đường Thiên Tuyệt, chúng ta đã tìm thấy thông tin về mẹ ruột của cháu rồi. Đường Băng Vân run lên, có tin về mẹ ruột cháu ư? Đường Thiên Tuyệt gật đầu rồi cười nói, thật ra ông luôn cho người đi tìm, khoảng nửa tháng trước, một đệ tử của Đường Môn đã tình cờ nghe thấy có người nhắc đến cái tên Hàn Thúc Nguyệt. Cậu ấy ghi nhớ rồi hỏi lại thì biết người tên Hàn Thúc Nguyệt này từng là một trưởng lão của Băng Nguyệt Tông. Biết tin xong, ông đã đích thân đi hỏi để xác minh thân phận, đó chính là Hàn Thúc Nguyệt mẹ ruột của cháu. Mắt Đường Băng Vân đỏ hoe, mẹ cháu sống có tốt không ạ? Đường Thiên Tuyệt thở dài, cũng không tốt lắm, Hàn Thúc Nguyệt chỉ là một trưởng lão cấp thấp của Băng Nguyệt Tông, không có địa vị gì cả, hình như còn bị các trưởng lão khác chèn ép. Lần trước, ông cho người đi hỏi dò thì biết mẹ cháu đang bị thương. Đường Băng Vân lập tức lo lắng nói, cháu phải đi gặp mẹ. Ngô Bình vội nói, Băng Vân, đừng gấp gáp, em vừa về thì nên ở lại một lát. Rồi anh sẽ đi cùng em. Đường Băng Vân biết mình đi sớm hay muộn thì cũng thế nên nói, vâng. Ở đây còn có không ít bạn bè của Ngô Bình, anh lấy ít đan dược ra chia cho mọi người, tiện thể chỉ dẫn cho nhóm Đường Huyền tu luyện. Hàn huyên xong, Ngô Bình nói với Đường Thiên Tuyệt, ông ơi, cháu định sắc phong ông làm Đường Vương, sau đó vạch một khu vực cho ông. Từ nay trở đi, thành viên của Đường Thị sẽ mãi mãi ở đây. Đường Thiên Tuyệt mừng rỡ nói, cảm ơn bệ hạ. Ngô Bình nói, ông đừng khách sáo với cháu thế. Người của Đường Môn đều rất vui mừng, chỉ cần có người có đất thì chắc chắn họ sẽ lớn mạnh. Khác với tâm trạng vui vẻ của mọi người, Đường Băng Vân chỉ nghĩ đến Hàn Thúc Nguyệt nên cô ấy cứ nhìn Ngô Bình liên tục. Cuối cùng, Ngô Bình đứng dậy nói, giờ cháu phải đi có việc với Băng Vân rồi, lát sẽ về ngồi chơi với mọi người sau. Dứt lời, họ cưỡi độn quang đến Băng Nguyệt Tông. Băng Nguyệt Tông là một môn phái hạng ba, nằm ở biên giới nước Long và đế quốc Thiên Võ. Lúc này, Ngô Bình và Đường Băng Vân đã đứng trước cổng môn phái. Khí tức của Ngô Bình rất mạnh, đệ tử gác cổng ngạc nhiên rồi cung kính nói, xin hỏi anh tìm ai ạ? Anh cười đáp, phiền vào báo với tông chủ của các người là có cung chủ Lý Huyền Bình của Côn Luân Kiếm Cung đến gặp,
Đệ tử kia vội vào thông báo ngay, ngay sau đó đã có một tu sĩ trung niên béo tròn đi ra, nói đúng hơn thì phải là chạy ra rồi lễ phép nói tiểu nhân tham kiến Hoàng đế Thiên Võ. Băng Nguyệt Tông nằm giữa nước Long và Thiên Võ nên không dám đắc tội với bên nào. Nghe nói cung chủ của Côn Luân Kiếm Cung đồng thời cũng là Hoàng đế của Thiên Võ Đế thì kinh hồn bạt vía, thậm chí còn chưa kịp đi giày đã chạy ra luôn. Ngô Bình nhìn xuống chân ông ấy rồi cười nói, khách sáo rồi, xin hỏi đại danh của tông chủ. Người đàn ông vội đáp, tiểu nhân là Trương Bạn Nguyệt. Ngô Bình, Trương tông chủ đừng lo lắng, thật ra tôi đến tìm một người. Trương Bạn Nguyệt, không biết bệ hạ tìm ai, tôi sẽ cho người đi kiếm ngay. Ngô Bình, Băng Nguyệt Tông có một nữ tu là trưởng lão cấp thấp tên là Hàn Thúc Nguyệt, ông có biết không? Nghe thấy cái tên này, Trương Bạn Nguyệt lắc đầu, sau đó đảo mắt nói, hình như có người này, tôi sẽ cho người đi gọi ngay. Bệ hạ, mời vào đại điện ngồi chờ ạ. Ngô Bình và Đường Băng Vân đi theo Trương Bạn Nguyệt vào một đại điện sang trọng. Họ ngồi xuống trò chuyện vài câu thì có một tu sĩ đi tới nói, tông chủ, không hay rồi, Hàn trưởng lão hôn mê rồi ạ. Đường Băng Vân đứng bật dậy hỏi, bà ấy đang ở đâu? Trương Bạn Nguyệt vã mồ hôi nói, sau núi. Ngô Bình, Trương tông chủ, chúng tôi đến thăm bà ấy được không? Trương Bạn Nguyệt gật đầu ngay, được ạ, mời đi theo tôi. Họ đi theo Trương Bạn Nguyệt đến một ngọn núi nhỏ. Trên núi có vài trăm căn nhà dành cho đệ tử bình thường và trưởng lão cấp thấp. Tuy Ngô Bình chỉ là môn phái cấp 3, nhưng đệ tử rất đông, trưởng lão cấp thấp cũng đến vài trăm người. Họ đi tới một căn nhà nhỏ mở cửa, có mấy nữ tu đang bàn tán gì đó trong sân. Nhóm Ngô Bình đi tới thì mấy nữ tu kia im ngay, sau đó cúi đầu xuống. Bọn họ đi thẳng vào nhà thì thấy có một người phụ nữ đang nằm trên giường, cơ thể bị thương yếu ớt. Thậm chí trên mặt cũng có vết thương. Quần áo trên người bà ấy rách nát và dính máu. Vừa nhìn thấy người phụ nữ này, Ngô Bình đã thấy bà ấy rất giống Đường Băng Vân, cả hai đều rất đẹp. Đường Băng Vân rơi lệ rồi chạy đến giường gọi, người, không sao chứ ạ? Xong, người phụ nữ đã bất tỉnh nên không thể trả lời. Ngô Bình xác nhận lại với Trương Bạn Nguyệt, đây là Hàn Thúc Nguyệt à? Trương Bạn Nguyệt vội nói, vâng vâng, bà ấy chính là Hàn Thúc Nguyệt, 5 năm trước đã gia nhập địa tiên giới và vào Băng Nguyệt Tông chúng tôi. Ngô Bình đi tới rồi điểm lên mi tâm của Hàn Thúc Nguyệt, bà ấy kêu hự một tiếng rồi tỉnh lại. Khi nhìn thấy Đường Băng Vân đứng trước mặt mình, Hàn Thúc Nguyệt sững người không hiểu tại sao trông cô gái này lại quen đến vậy. Ngô Bình hỏi bà ấy, xin hỏi, bác có phải là Hàn Thúc Nguyệt không ạ? Hàn Thúc Nguyệt gật đầu, tôi là Hàn Thúc Nguyệt. Ngô Bình hỏi tiếp, bác có quen Đường Vô Kỵ không? Đường Vô Kỵ chính là bố của Đường Băng Vân, nghe thấy cái tên này, Hàn Thúc Nguyệt run lên rồi hỏi lại, sao cậu lại biết Đường Vô Kỵ, cậu là ai? Ngô Bình, con chào bác gái, con là Lý Huyền Bình, cô ấy là Đường Băng Vân, con gái của Đường Vô Kỵ. Hàn Thúc Nguyệt ngẩn ra nhìn Đường Băng Vân, bốn mắt nhìn nhau, sau đó hai mẹ con chợt ôm chầm lấy nhau rồi bật khóc. Trương Bạn Nguyệt càng vã mồ hôi lạnh hơn, trời ạ! Ông ta không ngờ Hàn Thúc Nguyệt lại có chỗ dựa lớn đến vậy, phen này xong đời rồi. Quả nhiên Ngô Bình nhìn sang thì thấy Trương Bạn Nguyệt bước nhanh tới rồi nói, bệ hạ, tiểu nhân không hề biết gì cả, nhất định tiểu nhân sẽ trừng trị nghiêm minh kẻ đã đánh Hàn trưởng lão bị thương. Ngô Bình ngoảnh lại nhìn về phía mấy nữ tu khác rồi thờ ơ nói, là các người ra tay đúng không? Mấy nữ tu ấy hoảng sợ rồi bất giác lùi lại. Trương Bạn Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, biết không giấu được nữa nên nói, bệ hạ, họ cũng là trưởng lão của môn phái, lúc trước có chút chuyện bất hòa với Hàn trưởng lão. Đường Băng Vân ngừng khóc rồi hỏi, mẹ, là họ đánh mẹ ạ? Hàn Thúc Nguyệt gật đầu, Băng Nguyệt Tông có một trưởng lão tên là Lâm Huyền Minh, người này phong độ ngời ngời nên mấy nữ trưởng lão kia đều thích ông ấy. Vì Lâm trưởng lão đã ngỏ lời với mẹ nên họ ôm hận trong lòng. 2 năm qua, họ thường xuyên kiếm chuyện với mẹ. Gần đây, họ đã tìm được một cái cớ để đánh mẹ. Hôm qua, họ còn xông vào chỗ ở của mẹ rồi bắt mẹ xuống phòng giam dưới lòng đất để dùng hình. Mẹ không chịu được nên mới ngất xỉu. Đường Băng Vân nổi giận, một lũ khốn kiếp.
Các trưởng lão kia sợ đến mức quỳ xuống rồi liên tục xin tha. Chúng tôi biết lỗi rồi, xin tha mạng. Ngô Bình nhìn Trương Bạn Nguyệt rồi nói, Trương Tông Chủ, Băng Nguyệt Tông các ông có nơi dùng hình ư? Trương Bạn Nguyệt, vâng. Ngô Bình, có thì tốt rồi, ông hãy cho người giải họ đến đó rồi dùng hết các hình phạt cho tôi. Tuy Trương Bạn Nguyệt thấy khó xử nhưng không dám cãi lời anh, ông ta lập tức gọi mấy trưởng lão khác đến giải các nữ trưởng lão kia xuống dùng hình. Họ luôn miệng xin tha, nhưng Trương Bạn Nguyệt chỉ biết cười trừ, không dám xin giảm tội cho họ. Sau khi họ được giải đi rồi, Ngô Bình cười nói, Trương Tông Chủ, phiền ông rồi. Tôi sẽ đưa Hàn Thúc Nguyệt đi, hôm khác sẽ đến cảm ơn ông sau. Không dám, không dám, Trương Bạn Nguyệt lau mồ hôi nói, Ngô Bình không kiếm chuyện với ông ấy là ông ấy mãn nguyện lắm rồi. Lúc chuẩn bị đi, Ngô Bình chợt cảm thấy trong Băng Nguyệt Tông này có một luồng khí thức lạnh lẽo, vì thế đã hỏi, Trương Tông Chủ, khí thức lạnh lẽo này ở đâu ra vậy? Trương Bạn Nguyệt vội đáp, bệ hạ, trong Băng Nguyệt Tông có một món thần binh thượng cổ tên là Đao Lãnh Nguyệt. Thanh đao dài 1.500 mét, phần lớn đã cắm hết xuống núi, khí tức lạnh lẽo này cũng từ đó mà ra. Ngô Bình, thanh đao dài vậy ư, tôi xem được không? Trương Bạn Nguyệt cười đáp, được chứ ạ, Băng Nguyệt Tông chúng tôi có một quy định từ lúc môn phái thành lập đến giờ, đó là nếu ai có thể rút thanh đao ấy lên thì sẽ được sở hữu nó. Hai người vừa đi lên núi, Ngô Bình vừa hỏi, thanh đao này có lai lịch thế nào? Trương Bạn Nguyệt, do một vị thánh vương thượng cổ chế tạo, trong đao phòng ấn ý chí của vị thánh vương ấy, cho nên bao lâu nay chưa có ai rút nó ra được. Ngô Bình nhanh chóng đến nơi, trên đỉnh núi có một chuôi đao khổng lồ, để lộ ra lưỡi đao màu la, như ánh trắng lạnh lẽo. Ngô Bình phóng chân thân ra, thân hình cao cả chục nghìn mét. Thánh uy bức người làm nhóm người của Băng Nguyệt Tông sợ đến mức quỳ hết xuống. Trương Bạn Nguyệt trợn mắt há miệng rồi lẩm bẩm, thánh nhân, thánh nhân. Ngô Bình đặt tay lên chuôi đao thì lập tức cảm nhận được một luồng ý chí thánh vương thượng cổ, hai bên đã chào hỏi qua với nhau, anh nói tiền bối, tôi xin phép mượn đao để dùng. Dứt lời, anh đã rút thanh đao ra khỏi núi, chân lực truyền vào phá vỡ cấm chế của thanh đao. Ngay sau đó thanh đao đã lóe lên đao khí sắc lạnh với sát khí ngất trời. Đao tốt, Ngô Bình buột miệng nói. Hàn Thúc Nguyệt kinh ngạc hỏi, Băng Vân, cậu ấy là người đàn ông của con à? Đường Băng Vân đỏ mặt rồi khẽ gật đầu. Hàn Thúc Nguyệt bật cười nói, không ngờ mẹ lại có một cậu con rể lợi hại như vậy. Đường Băng Vân, mẹ, Huyền Bình là hoàng đế của NC Thiên Võ, còn là thánh nhân đương thời nữa. À. Anh ấy đã thành lập Huyền Nguyên Môn ở thần thổ Thông Thiên, đến Thông Thiên lão tổ cũng phải kính nể phần nào. Hàn Thúc Nguyệt thở dài nói, có một chàng rể như vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi. Về phần Ngô Bình, sau khi rút thanh đao Lãnh Nguyệt lên, anh đã khôi phục dáng vẻ vốn có, thanh đao cũng thu nhỏ lại, anh đưa nó cho Đường Băng Vân rồi nói, Băng Vân, thanh đao này được đấy, em giữ lại mà dùng. Đường Băng Vân nhận lấy thanh đao thì thấy có một luồng sức mạnh tiến vào cơ thể mình, người và đao hợp nhất, cô ấy kinh ngạc nói, sức mạnh khủng khiếp quá. Kẻ nào động vào đao của ta, đột nhiên có một giọng nói vọng từ nơi xa tới, bỏ xuống ngay. Ngô Bình cười lạnh nói, ai mà họ hét to thế hả? Trương Bạn Nguyệt như nhớ ra điều gì đó rồi biến sắc mặt nói, không hay rồi bệ hạ, đó là cường giả nước Hoa, tự nhận là đao thánh. 3 tháng trước, hắn đã đến đây một lần định rút đao Lãnh Nguyệt ra, nhưng đã thất bại. Nhưng hắn đã nói đây là đao của mình, không ai được mang nó đi, nếu không sẽ trở thành kẻ địch của hắn. Ngô Bình tỏ vẻ coi thường, đao còn chẳng rút ra được mà dám nhân của mình, không sợ gió cắt mất lưỡi à? Anh vừa nói dứt câu thì có một tia sắc lạnh chém từ trên cao xuống. Đường đao dài cả nghìn mét như một tia sét giáng xuống đỉnh đầu. Ngô Bình vung tay lên, ánh đao chợt dừng lại, sau đó nhạt màu dần rồi biến mất. Lúc này, có một nam tu để dâu xuất hiện trên không trung, người này ăn vận như tu sĩ của Đông Doanh năm xưa, lưng thắt hai thanh đao, kiểu đầu cũng theo lối cũ. Phá được đao khí của ta thì cũng giỏi đấy, người này rất gầy, thịt trên người chắc được vài lạng, nhưng giọng nói băng lạnh, ra vẻ chính thượng. Ngô Bình, trông ông như con ma thế này mà cũng đòi xứng với thanh đao à?
Ông mà là đao thánh thì chắc con chó nhà tôi cũng làm kiếm thánh được. Nghi kia nổi giận rồi lạnh giọng nói, chết đi. Gã chợt xuất đao rồi phóng ra thành 10 đao khí rồi bay về phía Ngô Bình. Ngô Bình vung tay phải lên, 10 tia sáng bay ra, mỗi tia sáng tấn công một đao khí. Các đao khí mất khống chế rồi quay đầu lại tấn công lại chủ của chúng. Gã kinh hãi rồi tiếp tục tung đao khí ra nghênh chiến, song đao khí đã bị Ngô Bình khống chế, không chỉ có đao pháp tuyệt diệu, mà lực sát thương cũng tăng lên nhiều lần. Vù! Ánh đao lóe lên, các đao khí mà nghi kia phóng ra đều bị tiêu diệt hết. 10 đường đao khí cuối cùng đã hợp nhất rồi chém mạnh xuống. Người này kinh hãi rồi vội thi triển một lá bùa phòng ngự, một ảo ảnh ma thần hai đầu hiện lên, sau đó giơ 4 cái lên đỡ đường đao. Ầm! Đường đao chém xuống, ảo ảnh ma thần bị chém tan biến, tên kia hét lên rồi ngã mạnh xuống đất, máu ứa ra từ miệng và mũi. Ngô Bình đi tới gần gã rồi lạnh giọng nói, đao thánh chỉ có chút thực lực vậy thôi à? Gã kinh ngạc hỏi, rốt cuộc cậu là ai? Trương Bạn Nguyệt lớn giọng nói, đây là bệ hạ của đế quốc Thiên Võ, còn không mau quỳ xuống bái lạy. Người này lắp bắp kinh hãi, nhưng không thể quỳ xuống, gã nói, tôi là đao thánh hộ quốc của nước Oa, Tono Yukio. Ngô Bình, đao thánh hộ quốc, ông không thấy xấu hổ sao? Ông cũng xứng gọi là đao thánh. Tono Yukio cắn răng nói, thực lực của tôi không hề yếu, chỉ là cậu quá mạnh. Ngô Bình, từ nay về sau, không được dùng tên đao thánh, ông không xứng, cút. Mặc dù Tono Yukio rất tức giận, nhưng gã biết mình không đánh lại người tôi, đành cắn răng, bay lên không mà đi mất. Trương Bạn Nguyệt tiến lên nói, bệ hạ, vừa rồi người nên giết kẻ này. Tôi nghe nói gần đây nước Oa đang chấn chỉnh quân đội, chuẩn bị tấn công các thế lực lớn nhỏ trên đại lục. Sau khi nghe xong, Ngô Bình cảm thấy bất ngờ, ô, người nước Oa muốn tấn công đại lục. Trương Bạn Nguyệt, đúng vậy, nghe nói, nội loạn nước Oa đã chấm dứt, hơn nữa còn nhận được sự giúp đỡ của một thế lực bí mật, hiện giờ thực lực bành trướng, ngay cả nước Long cũng vô cùng căng thẳng. Ngô Bình, thực lực của nước Long mạnh như vậy, sao lại dè chừng nước Oa nhỏ bé chứ? Trương Bạn Nguyệt, bệ hạ hình như vẫn chưa biết thì phải. Mấy quận của Đông Hải nước Long đã bị người Oa đánh chiếm rồi. Ngô Bình cảm thấy lạ lùng, sau lưng nước Long là Đại Thiên Tôn, người Oa dám đánh nước Long, chứng tỏ phía sau nó chắc chắn có một thế lực cực kỳ lớn mạnh chống đỡ. Là yêu tộc, hay là thần tộc, anh lẩm bẩm. Lúc này trong đám người có một người nói, bệ hạ, không phải thần tộc cũng không phải yêu tộc mà là hải tộc. Ngô Bình, hải tộc. Người này nói, trước đây một người họ hàng của tôi chạy nạn về từ Đông Hải, cậu ta nói với tôi, tấn công bọn họ không chỉ có lính của nước Oa, còn có vô số hải quái. Yêu quái cá mập trong số bọn chúng có sức mạnh phi thường, tay cầm đao răng cưa, một đao có thể giết chết mấy người. Còn có vô số quái vật thân người đầu cá, chạy nhanh như điện, còn biết pháp thuật hệ thủy, dùng mũi tên băng giết người. Sắc mặt Ngô Bình trở nên chăm chú. Người Oa sao lại có thể câu kết với hải tộc, lại còn dám tấn công nước Long chứ? Anh nói với Đường Băng Vân, Băng Vân, em với bác gái về đường môn trước, anh đi Đông Hải một chuyến đã. Mặc dù Đông Hải không phải là địa bàn của anh, nhưng một khi nước Long bị đánh bại, mục tiêu kế tiếp của nước Oa chắc chắn chính là đế quốc Thiên Võ, anh nhất định phải nắm rõ tình hình bên này. Đường Băng Vân gật đầu, vâng, anh không cần lo cho em với mẹ. Đi nhanh rồi về. Ngô Bình lại hỏi mấy người này vài câu rồi lên đường đi đến Đông Hải. Bay được một đoạn thì anh nhìn thấy ở dưới đất đang có rất nhiều binh nổi loạn cướp bóc dân chúng. Một khi những binh sĩ này nổi loạn thì còn đáng sợ hơn cả thổ phỉ. Thành phố và làng mạc phía dưới trong phút chốc biến thành địa ngục nhân gian. Vô số người bị giết chết, trẻ con bị vứt xuống giếng, phụ nữ bị kéo vào trong phòng làm nhục. Ngô Bình gào lên một tiếng, âm thanh chấn động 10 vạn dặm, tất cả những binh sĩ đang làm việc xấu toàn thân run lẩy bẩy, nháo nhào ngẩng đầu lên. Sau đó bọn chúng nhìn thấy hai chữ cực lớn trôi nổi trên không trung, hai chữ đó là chỉ ác. Tiếp theo đó, hai chữ này hóa thành vô số ánh sáng rồi rơi xuống mỗi một tên đang làm điều ác. Một tia sáng rơi lên người, tên binh lính đang làm điều ác bỗng kêu thảm thiết liên hồi.
toàn thân bốc lửa rồi hóa thành cho bụi trước cái nhìn của mọi người. Đông Hải có người truyền giáo của Thánh Thiên Giáo, chỉ là phát triển chậm chạp, lúc này đây bọn họ nắm lấy cơ hội, bắt đầu ca ngợi Thánh Thiên. Sau khi Ngô Bình trừng trị nhóm khởi loạn này thì tiếp tục tiến về phía trước, không bao lâu sau đã đến chiến trường. Chỉ thấy một bên là quân lính của nước Long bị đánh đến mức te tua, một bên khác là vô số hải quái đang xung phong liều chết dưới sự chỉ huy của quân Hoa. Nhìn thấy những tên hải quái này, Ngô Bình bỗng trở nên trầm ngâm, bởi vì anh phát hiện thực lực của hải quái khá mạnh. Trong đó, số lượng nhiều nhất là người đầu cá, sức chiến đấu của chúng không kém gì so với tinh binh của đế quốc Thiên Võ. Ngoài người đầu cá còn có lính tôm với thực lực mạnh hơn, thực lực của những tên lính tôm này hơn người đầu cá 10 lần trở lên, tác chiến dũng mãnh, binh lính nước Long căn bản không phải là đối thủ của chúng. Anh đang quan sát chiến trường, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, tên kia chắc chắn là tướng lính, bắt cho tôi. Ngô Bình nhìn kỹ, trong đại quân hải quái có một người con gái mặc áo giáp bạc ngồi trên một con dao long đen, cô ta cầm trong tay thanh kiếm ba cạnh dài 10 thước, dẫn đầu đội quân hải quái đánh trận, xem ra là thủ lĩnh của hải quái. Cô ta ra lệnh một tiếng, bốn bóng người xông lên không trung, định giết chết Ngô Bình. Ngô Bình vung tay lên, bốn người đó vẫn chưa lại gần đã bị đánh bay. Tiếp theo đó anh đi đến trước mặt người con gái mặc áo giáp bạc, một tay túm lấy tóc của cô ta, kéo cô ta bay lên trời cao. Thực lực của người con gái này không hề yếu kém, ít nhất cũng là cường giả cấp chân tiên, nhưng ở trước mặt Ngô Bình căn bản không thể chịu được một đòn, bị nắm lấy tóc cũng không có khả năng phản kháng. Bay đến một hòn đảo, Ngô Bình ném mạnh người con gái này xuống cát, dẫm chân lên đầu cô ta rồi hỏi cô là ai. Người con gái này tức giận nói, to gan, tôi là công chúa của hải nhân tộc, bỏ cái chân thối của anh ra. Ngô Bình chăm chú nhìn cô ta, cô là hải nhân. Người con gái đó, đúng, nước của tôi có 5 triệu đại quân hải nhân, nếu như anh dám vô lễ với tôi, phụ vương tôi chắc chắn sẽ san bằng nước Long. Ngô Bình, san bằng nước Long cũng không sao, dù gì thì tôi cũng không phải người nước Long. Người con gái sững sờ, anh không phải là tu sĩ của nước Long. Vậy anh là ai? Ngô Bình, tôi chỉ là người qua đường. Bây giờ tôi hỏi cô mấy câu, cô thành thật trả lời cho tôi, nếu không ta sẽ phế bỏ tu vi của cô, sau đó tặng cô cho nước Long, để họ tra tấn cô. Người con gái run rẩy cả người, anh muốn biết cái gì? Ngô Bình cười nói, đừng căng thẳng, chỉ cần cô ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi sẽ không làm hại cô. Đầu tiên, cô tên là gì? Người con gái, tôi tên là Thanh Huân. Ngô Bình, công chúa Thanh Huân. Tại sao hải nhân tộc của các cô lại đột nhiên tấn công lục địa, không phải các cô sinh sống dưới biển hay sao? Với lại tại sao lại hợp tác với người Hoa? Công chúa Thanh Huân, phụ vương cũng không hề muốn tấn công đại lục, nhưng thần tộc nắm trong tay sinh mệnh của nước chúng tôi không thể không nghe mệnh lệnh từ thần tộc, nếu không tất cả người của nước Đông Hải đều phải chết. Ngô Bình, thần tộc sao? Bọn họ nắm giữ sinh mệnh gì? Công chúa Thanh Huân, bọn họ đã khống chế Hải Liên, sau khi trẻ con của hải tộc chúng tôi ra đời, phải dùng một cánh hoa của Hải Liên, như vậy mới có thể quen hoàn toàn với môi trường ở biển. Nếu không thì sau khi ra đời sẽ không sống quá được 7 ngày. Thần tộc cướp đi hết tất cả Hải Liên, yêu cầu nước Đông Hải nghe theo mệnh lệnh của bọn họ, nếu không sẽ tiêu hủy hết tất cả Hải Liên. Ngô Bình nhíu mày, tất cả hải nhân tộc đều phải dùng Hải Liên. Công chúa Thanh Huân, không phải. Hải tộc ở vùng biển khác nhau sẽ cần dược liệu khác nhau, chỉ có hải nhân của nước Đông Hải chúng tôi dùng Hải Liên. Ngô Bình, người Hoa kia thì sao? Công chúa Thanh Huân nói, thần tộc thông qua đám người Hoa chết tiệt mới phát hiện ra Hải Liên là thứ được tộc chúng tôi một mực bảo vệ. Ngô Bình, nói như vậy thì người Hoa cũng đang chịu sự điều khiển của thần tộc. Công chúa Thanh Huân, bây giờ quốc vương mới của người Hoa là một tên bán thần. Rất nhiều đại thần cũng đã đổi thành bán thần. Ngô Bình, trên người cô có Hải Liên không? Công chúa Thanh Huân gật gật đầu, lấy ra một đóa Hải Liên màu tím, to bằng bàn tay. Ngô Bình ngắn một cánh hoa rồi nuốt xuống, cảm nhận dược lực của nó. Một lát sau, anh nói, trong Hải Liên này thật sự có một loại thuốc, nó có thể thay đổi gen của con người, khiến cho người bình thường cũng có khả năng hít thở trong nước.
Công chúa Thanh Huân nói, đúng, hiệu quả của Hải Liên chính là vậy, sao anh biết? Ngô Bình, tôi là thầy luyện đan. Với lại nếu như tôi đoán không nhầm, Hải Liên cũng không phải là có hiệu quả với tất cả trẻ con đúng không? Công chúa Thanh Huân gật đầu, khoảng chừng trong mỗi 4 đứa trẻ sinh ra thì có một đứa trẻ dùng không có hiệu quả, đứa trẻ như vậy chỉ có thể bỏ đi. Ngô Bình nghĩ một lúc rồi nói, thật ra nếu không có Hải Liên, các cô cũng có thể khiến cho những đứa trẻ đó có khả năng hít thở trong nước. Công chúa Thanh Huân ngẩn người ra, không cần Hải Liên. Chuyện này sao có thể chứ? Tộc ở Đông Hải chúng tôi sinh sống bao nhiêu năm dưới biển, chưa bao giờ phát hiện ra thứ gì có hiệu quả thay thế được Hải Liên. Ngô Bình, đó là bởi vì các cô không biết rõ về bản chất của Hải Liên. Các cô đã sống ở trong nước nhiều thế hệ, sớm đã có khả năng sinh tồn trong nước biển, chỉ là khả năng này cần thời gian để thích ứng. Nhưng khả năng này của những đứa trẻ mới sinh ra lại ở trạng thái phong ấn, một khi đứt cuống rốn thì rất khó sinh sống trong biển. Với lại khả năng thích ứng của những đứa trẻ mới sinh còn khá chậm, chúng cần ít nhất một tháng mới có thể dần dần khai phá được khả năng này. Vì thế, tổ tiên của các cô đã phát hiện ra loại hải liên này, một số thành phần dược chất trong hải liên có thể khiến những đứa trẻ thức tỉnh khả năng sinh sống dưới nước trong vài ngày. Sau khi công chúa Thanh Huân nghe xong thì gật đầu lia lịa, anh giỏi quá, tôi từng nghe các vị trưởng bối nói đến chuyện này, họ cũng nói như vậy. Ngô Bình, cô có thể rút quân được rồi. 3 ngày sau, tôi sẽ mang một loại thuốc đến, uống nó xong, tất cả những đứa trẻ chỗ các cô đều có thể khai phá được khả năng sinh sống dưới nước ngay lập tức. Công chúa Thanh Huân không dám tin vào tai mình. Thật sao, thuốc của anh có tác dụng với tất cả những đứa trẻ sao? Ngô Bình nói, đương nhiên rồi. Thuốc mà tôi làm hiệu quả nhanh, hơn nữa không có tác dụng phụ. Ngoài ra nó còn có tác dụng với tất cả những đứa trẻ đó. Sẽ không có chuyện 4 đứa trẻ phải chết một đứa đâu. Công chúa Thanh Huân vẫn không thể tin được, làm sao tôi có thể tin anh đây? Ngô Bình tát cho cô ta một phát, đánh đến mức công chúa Thanh Huân chảy cả máu mũi, mắt nổ đom đóm, cô ta tức giận nói, anh đánh tôi. Ngô Bình nói, tôi làm như này là để cô hiểu rằng, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đánh chết được cô, với vị trí của cô trong mắt tôi có nhất thiết phải nói dối cô. Công chúa Thanh Huân bưng mặt với vẻ ấm ức, từ nhỏ đến lớn, ngay cả phụ vương của cô ta cũng chưa từng đánh cô ta một lần, ấy thế mà người đại lục chết tiệt này lại đánh mình. Nhưng nghĩ đến việc anh có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc, cô ta cắn răng hỏi, sau này anh cho chúng tôi thuốc, thì muốn chúng tôi trả cái gì? Ngô Bình, các cô không cần phải trả bất kỳ thứ gì. Mặc dù các cô là hải nhân, nhưng cũng là một phần của nhân tộc. Tôi thân là thánh nhân. Sao có thể ngồi nhìn các cô bị thần tộc chèn ép uy hiếp chứ? Tôi không chỉ chế tạo thuốc cho các cô, sao còn cho các cô phương thuốc? Công chúa Thanh Huân ngạc nhiên, anh là thánh nhân. Ngô Bình, sao, tôi không giống thánh nhân sao? Công chúa Thanh Huân vội vã quỳ xuống đất vái lạy, thánh nhân tại thượng, tiểu nữ thất lễ rồi. Ngô Bình, được rồi, giờ lui binh trước đã, tôi ở đây giúp các cô nghiên cứu thuốc. Công chúa Thanh Huân không ngờ vực gì nữa mà vội vàng đi lui binh. Ngô Bình tìm một số dược liệu rồi chế tạo thuốc. Trình độ luyện đan và chế thuốc của anh đã vượt qua rất nhiều đại năng tiền bối. Không bao lâu sau, anh tìm ra một phương thuốc phối ngũ, thử sắc bằng phương pháp đơn giản nhất. Dù sao thì trình độ chế thuốc của hải nhân có hạn, không thể phức tạp quá, nếu không thì bọn họ không thể làm được. Thử qua vài lần. Anh đã tạo ra một phương pháp có hiệu quả khá tốt, chế tạo đơn giản. Đúng lúc này, công chúa Thanh Huân đi đến, cô ta nói, bẩm thánh nhân, tôi đã rút quân rồi. Ngô Bình đang bưng một chén thuốc rồi uống, anh thử rồi nói, hiệu quả cũng được, nhưng vẫn cần phải cải tiến. Cô đem một bát thuốc này đi, đưa cho những đứa trẻ mới chào đời uống trước, mỗi người một thìa là được. Nói xong, anh còn lấy ra một cái thìa nhỏ. Bảo cô ấy làm như đã dặn. Công chúa Thanh Huân lập tức nhận lấy bát thuốc, vội vàng về nước Đông Hải. Ngô Bình thì ở lại đây tiếp tục nghiên cứu chế tạo thuốc. Mặt biển nổi sóng, mấy nghìn hải nhân bước lên đảo, một người đàn ông trong số đó mang trên mình khí chất của vị vua, khoác trên mình bộ trang phục sang trọng, từ xa xa đã bái lạy Ngô Bình. Quốc vương Đông Hải, Thanh Linh Đào, tham kiến thánh nhân. Ngô Bình một tiếng,
cũng không nhìn ông ta rồi nói, không cần đa lễ. Tôi đang chế thuốc, không tiếp đón ông được rồi. Thanh Linh Đào dùng bước nhỏ đi tới, yên tĩnh đứng ở một bên. Hơn 15 phút sau, Ngộ Bình bưng lên một chén thuốc rồi uống, đây đã là phương thuốc thứ ba mà anh nghiên cứu ra, hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Mấy phút sau, anh cười nói, phương thuốc này hiệu quả tốt hơn nhiều rồi, tác dụng phụ cũng ít hơn, với lại làm cũng đơn giản hơn, chi phí cũng thấp. Tuyệt, chính là nó rồi. Anh lấy ra giấy bút, mau chóng ghi lại một thương thuốc và cách chế thuốc, sau đó nói với Thanh Linh Đào, Thanh Linh Đào, phương thuốc này ông cầm lấy, về bảo người luyện chế theo phương thuốc này. Thanh Linh Đào mừng rỡ, hai tay nhận lấy phương thuốc rồi nói, tạ ơn ân điển của thánh nhân. Ngộ Bình hỏi, phía thần tộc, các ông ứng phó thế nào? Thanh Linh Đào, bẩm thánh nhân, nếu không có sự uy hiếp liên quan đến Hải Liên nữa thì chúng tôi cũng không sợ thần tộc. Ngộ Bình, không có chiến sự, đều tốt đối với đôi bên. Thanh Linh Đào, thánh nhân, đại ân đại đức của người, chúng tôi không biết lấy gì báo đáp, muốn mời thánh nhân đến cung ở mấy ngày, để chúng tôi cố gắng bày tỏ chút tấm lòng mới được. Ngộ Bình cũng vô cùng tò mò về môi trường sống của hải nhân tộc, anh cười nói, được, vậy làm phiền các vị rồi. Thanh Linh Đào mừng rỡ, lập tức mời Ngộ Bình đến Hoàng Cung. Nơi mà hải nhân tộc sống là ở vùng đồng bằng dưới nước. Địa hình đáy biển cũng rất phức tạp, cũng có các khu vực như đồng bằng rộng lớn, vùng núi, đồi. Biển là không gian ba chiều, vì vậy sinh vật vượt xa lục địa. Độn trong nước một đoạn đường. Anh chợt nhìn thấy một thung lũng dưới đáy biển, diện tích cực kỳ lớn, hoàng cung của nước Đông Hải đặt ở đây. Tới gần hoàng cung, Ngộ Bình nhìn thấy rất nhiều hải nhân bơi qua bơi lại bên cạnh anh, nhìn chăm chú tò mò người đàn ông lạ này, vì sao quốc vương bệ hệ lại cung kính với anh như thế. Ngộ Bình phát hiện, về tổng thể hải nhân cũng gần giống với người đất liền, chỉ là giữa chân và ngón tay có màng, tiện cho việc bơi trong nước. Ngoài ra, phổi của hải nhân khá đặc thù. Có thể hít thở không khí trong nước, sau đó thông qua lỗ chân lông bài tiết nước ra ngoài. Lỗ chân lông bài tiết nước nằm ở lưng, lúc bài tiết nước còn sản sinh ra lực đẩy, do đó đẩy cơ thể về phía trước. Đương nhiên một số bộ phận trên cơ thể của đa số hải nhân mọc ra vảy mềm, những vảy này có thể giảm bớt lực cản của nước. Ngộ Bình thì không cảm thấy khó chịu gì, dù sao anh cũng là thánh nhân, ở đâu cũng sống như nhau, cơ thể có năng lực thích ứng cực mạnh. Anh vừa ngồi xuống, phía ngoài da tự động mọc ra vảy vàng, nhìn thấy cái vảy này, công chúa Thanh Huân kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, vảy thánh. Ngộ Bình là thánh nhân, những vảy này tạo thành do năng lượng hội tụ lại, vô cùng cứng cáp. Ngộ Bình cười nói, cô nói đây là vảy thánh. Công chúa Thanh Huân gật đầu, thánh nhân, tôi từng nhìn thấy ghi chép ở trong sách cổ. Có vân thánh hiện lên giống như trên vảy này, đây chính là vảy thánh. Tổ tiên tộc Đông Hải chúng tôi có loại vảy thánh này, người cũng là một thánh nhân. Ngộ Bình, hóa ra mấy người là con cháu của thánh nhân. Thanh Linh Đào nói, nước Đông Hải chúng tôi là một trong 800 nước chư hầu dưới biển, thực lực được coi là khá mạnh, có thể xếp trong top 20. Ngộ Bình, ồ, mấy người chỉ là nước chư hầu, nói như vậy còn có mẫu quốc. Thanh Linh Đào nói, đúng vậy, thánh nhân, mẫu quốc là Hải Hoàng. Nhưng Hải Hoàng tiền nhiệm đã ngã xuống rồi, Hải Hoàng mới vẫn chưa sinh ra, cho nên các nước chư hầu trước mắt cũng đang dục dịch, không để ý gì đến mệnh lệnh của Hoàng thất. Ngộ Bình nghĩ đến chuyện con trai của biển cả thì hỏi, toàn bộ tộc hải nhân có bao nhiêu người, ông rõ không? Thanh Linh Đào, số lượng của tộc hải nhân rất nhiều, nhưng e rằng tổng số người chỉ có phía Hoàng thất biết. Nhưng nước Đông Hải chúng tôi có khoảng 750 triệu người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 113.